Máy làm xong bắt đầu à? Mạng hỗ trợ được không? Em không xóa mục treo cái thứ à? Cái này là tầng 3 đúng không? Thôi được rồi. Mấy em sao đây? Không biết. Cái gì đây? Duyên này thôi thôi. Mở 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 vào lại. Cái máy đấy sáng nay chất lượng lắm nhá. Cái máy đấy sáng nay like á, nhiều hơn cả những máy kia luôn. Hello hello các chị, có chị nào nhìn thấy em không? Mấy hôm nay có vẻ phởn đấy nhở? Có chưa nhìn thấy ở trang nào đâu. Trang chính. Một máy không like được rồi, không hiểu cái gì luôn. Các chị ơi, hôm nay có phải em xinh không nhở? Các chị vào like chấm bài của em mới nhá, để em nhìn thấy các chị với ạ. Hello hello các chị yêu. Đẹp quá nhở. Hôm nào đá này chắc hôm nay chỉ hết trong một nốt nhạc rồi. Các chị ạ. Hello chị Hương Phạm, chị Hùng Đỗ, chị Hà Vũ, chị Đỗ Minh. Em chào tất cả các chị. Cho em là xin nút chia sẻ like nhá các chị mình nhá. Hello hello các chị. Em lên bắt đầu là sale. À hôm nay em soạn được cái phao chưa? Soạn được phao à? Đấy các chị Sen Đỗ ạ. À. Em chào chị nhá, chị Huyền Minh, chị Ngọc Nguyễn. Hello chị Đa, à, chị Lưu. Ơ, cái máy này ẩn bình luận à? Cái máy shop này. Cái máy bên này không nhìn thấy cái bình luận nào luôn. Các chị vào cho em xin nút chia sẻ like nhá. Em đang vào để em chia sẻ cái đó, em chia sẻ cho các chị vào. Vào đông đông đi để em lên mẫu. Mạng ok mà. Gửi cho chị bộ đỉnh 3 sáng nay. Đỉnh 3 là cái gì nhỉ? Đỉnh 3 là bộ 550. À, bộ 550 nhưng mà không biết còn đâu. Chị à Vũ để xem nhá. Nhân viên nhà em các bạn gọi điện nhá. Cái này nó như kiểu răng ông cụ 90 nhỉ. Chị ơi chị lọ. Mày như kiểu là cái gì nhỉ? Bản đồ thế giới, từ từ xem nào. Hello tất cả các tình yêu nhá. Chào các hello, chị nhá. Các chị. Hello Nguyễn Lan. Đấy, các chị vào like chấm bài của em một tí nhá. Để em đang chia sẻ tí đã, xong rồi là em lên mẫu luôn. Có phao dáng dài nhá chị nhá. Dáng dài em có nhiều, bây giờ em lên luôn. Các chị chấm bài cho em xin một nút chia sẻ với ạ. Ui, mạng đẹp quá. Các chị cho em xin một nút chia sẻ nhá các chị nhá. Chấm bài tương tác với nhà em để khỏi ẩn comment nhá các chị nhá. Hello chị Đoàn Lan ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Lên sườn xám đi em. Khó đấy nhá, tí nữa em sườn xám như em thì đại đa số bây giờ nó đang lẻ sai thôi. Đấy, nó đang lẻ sai thì khả năng là em chỉ sell thôi nhá. Em sell và em cố gắng lên mẫu, bởi vì là bây giờ nó đang lẻ nhiều quá các chị ạ. Nhiều quá luôn ấy, chờ em tí. Em ơi đặt phao đẹp màu vàng bơ cả tuần rồi không thấy gửi. Chị ơi chị được chốt đơn chưa? Chị Tuyết ơi, nếu mà được gọi chốt đơn rồi mà chị chưa nhận được hàng thì chị lên số để em kiểm tra đơn hàng và mình kèm số điện thoại là ok nhá. Đấy, hello hai em xinh à. Hello, hello chị Yến Lan này. Các chị mình cho em là xin nút chia sẻ đi ạ. Ủa, hôm nay có bạn mẫu, bạn đứng cùng mẫu cho em, cho mặc mẫu được nhiều hơn nhá các chị mình nhá. Đấy, hôm nay em có bạn mẫu, bạn đi đứng kèm. Từ giờ là em có bạn mẫu đứng kèm. Cho nên là gì ạ? Là sẽ mặc mẫu cho nhanh hơn cho các chị mình. Không một mình em gọi là từ từ quá, nó mất thời gian lắm các chị ạ. Từ từ quá, Tết đến nơi rồi. Chị ơi, lên số để em kiểm tra đơn đi.
Còn ví dụ như mình chưa được chốt đơn thì các chị phải đặt lại cái mã hàng nhá. Đấy, được chốt đơn rồi mình chưa nhận được thì mình kiểm tra được đơn. Đấy, áo đá em đang mặc đây này, hôm nay gọi là tặng nhá. Ôi ôi, cái này nó dở hơi thế nhỉ. Đầm Thiên Nga đen size XL có, em tặng 199.000. Chị đặt hàng hết 1.200.000 cả tuần chưa nhận được hàng. Chị Minh ơi, lên số cho em Lan xin là kiểm tra đơn hàng và mình lên số điện thoại đi nhá. Kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Đấy các chị mình ơi, chấm bài và cho em Lan xin nút chia sẻ like nhá. Giờ đây này mới phát hiện ra là một bên lông mày như bị cao rồi ạ. Ôi dồi ôi, cái mặt mình nó như thế thì bây giờ biết làm thế nào được. Cái bố mẹ đẻ ra nó có đang còn cậu làm gì nhở? Bên chấm bên phẩy này. Đấy. Các chị mình ơi, chấm bài cho em với đi ạ. Chấm bài cho em mới, chờ em tí lên luôn, lên luôn. Hai em gái xinh, em cảm ơn các chị luôn. Nhớ phải lên số để em kiểm tra đơn nhá. Em xem nào. Đặt mấy bộ mà không chốt đơn thì các chị đặt lại cho em. Hôm nay có bạn mẫu xinh à? Em con nhà bà dì, bà cô nhà em đấy. Bà dì, bà cô, họ hàng gọi là hăng hốc nhà em. bà cô, bà dì, bà tím, họ hàng hăng hốc nhà em. Lôi ra bán hàng hết các chị ạ. Kiểm tra đơn hàng đúng rồi. Ok nhá các chị ơi, em lên mẫu này. Bây giờ lên đầu like, khả năng là lên những mẫu hàng sale đã nhá các chị nhá. Bởi vì nó bị lẻ nhiều quá. Bây giờ hàng lẻ, bây giờ em nói luôn đây này. Bây giờ nhà em thì mẫu thì nó quá là nhiều mẫu. Bây giờ thì là sẽ có bạn mẫu để bạn hỗ trợ. Đấy, bạn mẫu bạn ấy sẽ hỗ trợ em. Thì có nghĩa là đồng nghĩa là mặc mẫu nhanh hơn. Đấy chứ ạ, mặc mẫu được nhiều hơn. Thì cố gắng là em sẽ lên những cái mẫu hàng lẻ cho các chị trước, để bạn ấy mặc cho các chị xem. Đấy, mẫu này còn nhiều không nhỉ em nhỉ? Mẫu này còn nhiều không? Đủ size không? Báo size chị luôn đi. MLX ạ. Mã này đang là 195 đúng không? Mẫu này là đá gì đây? Đá lẻ 593. Đá lẻ mã 593 và mình lên số điện thoại là em nhận được các chị. Còn giấy Milan không, em hết hàng. Chị ơi, giấy em hết hàng. Tất cả những mẫu áo đá như em nhá. Có nghĩa là ngoài là các chị mình có thể mặc một mình nó, mặc ở trong áo vest, áo khoác, áo gì cũng rất là đẹp luôn. Đấy chưa ạ? Và gì nhở? Các chị mặc với quần vải. Ví dụ như bạn mẫu như em, bạn đang mặc quần vải cũng rất là ok. Cho nên các chị chọn luôn, mặc làm giữ nhiệt này, đều đẹp. Đấy, mẫu này đang tặng các chị còn 160.000 đi. Em tặng các chị mẫu này 160, các chị nào săn được thì thích. Đẹp ơi là đẹp luôn, tay của nó sẽ là tay kiểu như là lưới chấm bi nhá. Và thân cốt tông và đá của em là hàng Quảng Châu. Các chị lên mã là đá gì em ơi? Đá lẻ 593. Đá lẻ mã 593, mẫu này các chị không săn được thì quá là tiếc luôn. Em nói thật, 62, 63 cân đổ lại là em nhận được các chị mình. Đá lẻ mã 593. Đá lẻ mã 593 các 593. Chị lên. Đá lẻ mã 593 mình comment chuẩn cú pháp cho em. Đấy, và mình lên số điện thoại 60 cân có size vừa. Số lượng hàng mã này em chỉ còn vài chục con thôi. 120 con nó là vào mẫu lẻ, các chị chốt luôn cho em ạ. Chất liệu của nó sẽ là cốt tông, tất cả là cốt tông nhá. Cốt tông thân này. Đấy, và tay của nó sẽ là dạng lưới ren. Đấy, lưới ren chấm bi, hàng Quảng Châu hết. Đá lẻ mã 59. Đá lẻ 593. 93 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. 160 đúng không? 160. Đấy, 160.000 đồng. Xả luôn mẫu này cho các chị mình luôn. Xong hết em bốc mẫu khác lên cho chị luôn đi. Chị ơi, lên đá lẻ cho em phải có số điện thoại nhá chị nhá. Như chị Tommy cái như để 56593 như thế không có số điện thoại là em không chốt đơn được nhá chị nhá. Nhà em không lọc được đơn đâu em ấy, các chị. Số điện thoại cho em với ạ. Mình phải kèm số điện thoại cho em, đá lẻ mã 593 chốt luôn hết luôn trong phút mốt. Nhà em hiện bây giờ nó đang khoảng tầm 600 mã áo đá. Em nói thật với các chị mình là bán số lượng hàng nhiều thì em không ngại. Nhưng mà bây giờ nó lẻ sai các chị ơi, về cơ bản nó vẫn có đủ size nhưng mà nó ít. Thì thôi em tặng luôn các chị mình về giá tốt luôn để các chị chốt đơn. Nhớ là kèm lượt chia sẻ like nó đỡ bị ẩn comment. Được chưa ạ? Đá lẻ mã 593 và mình lên số điện thoại. Thay luôn cho tới mã này. Mã này luôn, lên luôn mẫu này này. Các chị ơi, đá lẻ mã 593 là mẫu vừa mặc. Đấy, rồi ok chị Vân Phạm này. Chị ơi đẹp không? Em thật, con này nhiều không em? Toàn áo đá các chị săn luôn, không phải lo gì nhá. Đá lẻ mã 593, nhớ là không kèm số điện thoại nhé, em không đọc đơn nhá. Được chưa ạ? Đây. Ô, chị vừa ra rồi thì đáng nhẽ phải lấy luôn con này đỡ phải bóc nhiều ấy. Ok. Đấy, đá lẻ mã 593 và mình lên số điện thoại. Hàng của nhà em nói thật là bây giờ những cái hàng em đang bán trăm mấy cho các chị mà. Thị trường thì nhập vào đang là hơn 200. Nhập vào đã là hơn 200 rồi, các chị không phải lo gì đâu. Mặc rất là tích không? Luôn. Đẹp, dã man. Đẹp không? Các chị ơi, em này bán tặng luôn các chị 160. Chị nào săn được thì thích. Được chưa? Mặc giữ nhiệt cực kỳ thích luôn cho em. Đấy, mặc giữ nhiệt này, mặc khoác áo vest vào cho em đều ok. Mã này lên mẫu là gì nhỉ? Đá lẻ 672 ạ. Đá lẻ 672.
báo sai chị em ơi. Các chị nhìn tay nhé, tay phố gen nhé các chị nhé, xẻ vào phố gen như này nhé các chị nhé, rất là đẹp nhé, quá là đẹp luôn, sai báo sai chị luôn, đá đổi màu. MLXL 40 cân đến tầm 63 cân là em nhận đơn các chị. Thân của nó sẽ co giãn 4 chiều này. Chất cốt tông hàng của em Lan Bao đẹp luôn. Được chưa ạ? Đúng như bạn mẫu đang mặc nhá. Các chị có thể em đưa luôn cho chị con áo vest V4 cho chị mượn một tí. Hoặc là các chị phối bất chấp với một cái gì. Ví dụ như áo vest của em đang mặc. Em này quá là đẹp luôn. Này là đang về bao nhiêu em? 160 ạ? 160 nghìn. Lên chuẩn mã hàng thì mình mới có đơn được. Được chưa ạ? Cho em Lan xin nút chia sẻ like đi. Các chị ơi săn ít nhất cho em từ 3 mã. Đừng chị nào mua một mã nhá. Được chưa? Bởi vì hàng lẻ tránh trường hợp là mình được mất cái nọ được cái kia. Đấy, bởi vì nó hết size của các chị. Đấy, chị nào đặt trước thì có. Cho em la xin chia sẻ đi. Xong là chuẩn bị áo gì cho các chị. Ui này, đây này. Ví dụ các chị khoác lên như này, đúng không? Cái cổ cao của nhà em nhưng nó co giãn cực kỳ là dễ chịu luôn. Đấy, mã này các chị lấy thì có chị comment là đá. Đá lẻ 672 ạ. Đá lẻ mã 672. Như bạn mẫu đang mặc. 160.000. 160.000. Chất cốt tông co giãn. Đấy. Co giãn 4 chiều em bao đẹp cho các chị luôn. Mã hàng mình lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em. Đá lẻ mã 672. Chuẩn cú pháp giúp em tí nhá các chị nhá. Mã cách số điện thoại ạ. Có nghĩa là nếu mà các chị mặc bên trong bộ thể thao ấy, các chị cũng đều phải có áo đá đẹp. Đấy, để vừa giữ nhiệt này. Mình vừa làm gì ạ? Vừa làm giữ nhiệt được này. Vừa làm áo để gọi là gì ạ? Gọi là phối đồ rất là dễ luôn. Phối đồ rất là dễ luôn. Đấy, nhà em đang like tất cả là 3 trang web. Cho nên là các chị mình cố gắng là lên chuẩn cái mã hàng và lên số điện thoại. Chị ơi lên bộ size to từ từ đã. Hải đang Hạnh đang chờ tí nhá. Em không xin phép là không đọc tên được hết mọi người nhá. Mọi người cứ lên chuẩn cái cú pháp giúp em tí ạ. Và mình kèm số điện thoại là ok. Để em xem là 3 cái máy nó có cân không. 3 cái máy nó có cân gọi là cân màn hình không có là. Quá là đẹp luôn các chị ạ. Quá là đẹp luôn. Mã và mình kèm số điện thoại nhé. Đá 672 các chị nhé. Đá 672 kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn hàng nhé các chị nhé. Chị không được ai chốt thì các chị vào trên fan trang tường thì em ấy có tất cả các số chốt đơn, đúng không? Các chị mình có số chốt đơn ấy thì các chị mình lấy số điện thoại đấy, các chị phải ghi được cái mã hàng ra. Đấy, còn nếu chờ nhà em gọi thì sẽ in được mã. Nhưng mà nếu mà các chị muốn gọi nhà em trước thì các chị phải ghi cái mã hàng ra đi. Xong các chị gọi nhà em sẽ nhanh hơn. Đấy, bỏ tớ cái áo vest ra đi. Lên mẫu này luôn đi. Đá lẻ của mẫu đang mặc trên người, em đang về giá là 160, mã lẻ. Đá lẻ 672 ạ. Đá lẻ mã 672. Đấy, mặc với quần đều đẹp luôn. Còn áo chống nắng không, còn ít chị xem đỗ săn nhá. Bây giờ gặp cái nào em xào cái ủi con này đẹp không? Các chị ơi quá là đẹp luôn này. Con này có hay cơ. Vâng ạ. Con này em cũng về giá mức giá là 160 cho các chị luôn đi nhá. Đấy, đừng có chị nào bom em nhá. Chị nào mà không bao hàng bao giờ thì hãng đặt, em nói thật đấy. Với bây giờ hàng Tết thì bọn em là rất là muốn chia sẻ cho các chị những cái mã hàng mà gì ạ, đẹp và giá tốt rồi. Xong đến lúc là người cần mua thì không được, xong cái người được bán thì có thể lại gì ạ, đến nơi lại ỏng eo thì rất là khó cho bọn em mà về đã là về giá tốt rồi ấy. Đấy, đứng luôn đây cởi cho nhanh mặc áo ren rồi. Các chị ơi này đẹp không? Không cần sơ bin luôn cho nhanh. Mã này chị nào lấy thì mình comment mã hàng làm. Đá lẻ 226 ạ. Đá lẻ 226 về 8160. Con này đến 6667 cân. Em này đến 6667 cân. Tay của nó sẽ là tay lỡ. Tay lỡ lưới ren. Đá đổi màu, thân cốt tông. Được chưa ạ? Cho em là xin nút chia sẻ like nhá. View hôm nay kém nhở. Các chị mình ơi. Đấy, bộ nhung tí nữa em lên. Chị ơi, bộ nhung em đang nợ banh nóc ấy. Đang nợ banh nóc luôn. Đá lẻ mã 226. Đá lẻ 226 160.000 đúng không? 160.000. 160.000. Em này đang là 195 của giá nhà em là đã rẻ lắm. Em thật. Giá 195 của nhà em là đã rẻ lắm rồi ấy. Bây giờ em đang về giá 160 là em bị lỗ rồi đấy. Cái này co giãn là rất là thoải mái nhé. Co giãn 4 chiều nhé các chị nhé. Đá đổi màu, thân cốt tông co giãn. Đẹp quá, mặc với quần, mặc với chân váy cho em đều rất là dễ. Mình mặc giữ nhiệt vào bên trong cũng đều rất là đẹp luôn. Đá lẻ mã. Đá lẻ 226 ạ. 226 và mình lên số điện thoại. Áo vest của em đang mặc trên người là 250 nhá chị ơi. Đấy, bạn cứ đứng đây đi. Mã lẻ này là lên, à gì ạ? Áo vest của em thì mình lên mã hàng là V1 ạ. Vest mã V1, 250.000. Thật sự là em này, cái vest của nhà em chưa có chị nào phải thất vọng luôn. Chất của nó sẽ là chất Vitex hàng công sở. Nó rất là phẳng áo luôn nhé. Lên form chuẩn đẹp luôn nhé các chị nhé. 250.000 một áo. Chị nào lấy áo vest của em thì mình comment mã hàng là V1 của em và mình lên số điện thoại. V1 màu trắng này các chị này. V1 đỏ. Đỏ này của nó sẽ là đỏ tươi đậm nhé. Đỏ tươi đậm. Được chưa? Đẹp ớt là đẹp luôn. Màu trắng này trẻ này. Được không ạ? Xanh than này của áo vest V1 và màu đen nằm trên người. Mã hàng áo vest thì các chị lên đơn là V1 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình 250. Đẹp lắm luôn chị ơi, không phải chê gì luôn.
Đá lẻ mẫu đang mặc mình comment là đá lẻ 226 chị Hoa Vân này, chị Cao Hà này, bộ đỉnh 9 còn hàng đấy, đồ gỗ Xuân Trường ơi. Đỉnh 9 chờ tí em lên nhá. Ôi đang hot lắm luôn. Đẹp cực kỳ luôn chị ạ. Áo vest lên đơn là V1. V1 và mình lên số điện thoại qua luôn 226 đi bạn ơi. Cởi luôn đi. Mã này là còn size gì đây? Chị không có cái móc nào để móc cái này nó thò ra được. Đây. Còn mẫu rất nhanh cho các chị nhá. V1 các chị ơi 250. Đấy. Ui dồi ôi, có bạn có chốt đơn bộ nhung 093 nửa tháng rồi mà chả có. Thì chị lên số là kiểm tra đơn hàng và mình lên số điện thoại đi. Chị phải lên số để kiểm tra đơn hàng và mình lên số điện thoại thì nhà em báo các chị. Đúng không? Đấy con có khóc mẹ mới cho bú. Bây giờ các chị cứ kêu em, bây giờ bao nhiêu người kêu. Áo trong em mặc ạ. Ôi quên mất cô giới thiệu, chờ em tí nhá. Đấy bạn cứ đứng ở đấy đi. Đấy bạn cứ đứng ở đấy cho các chị ngắm đi. Mã này là gì nhở? Đá lẻ 501 ạ. Đá lẻ của mẫu đang mặc là đá lẻ 501. Lên mẫu em đi bạn ạ. 501 nhá các chị nhá. Đá lẻ comment chuẩn cú pháp đi ạ. Đá lẻ 501 ạ. Và mình lên số điện thoại. Các chị nhá. Cái này cổ tim này các chị này. Cho chị đổi con áo đá của chị nhá. Rất là đẹp luôn các chị nhìn này. Đường bên cổ chạy đẹp lắm. Ôm. Đây là tay dài các chị nhá. Phối ren nhá. Chị Giáp Huyền ok em nhận đơn chị luôn này. V1 cho chị Phan Thị Minh này. Chị Ái Trương ơi chị phải ghi đầy đủ thông tin cho em nào. Kiểm tra đơn hàng viết tắt cho em chứ chị tự nhiên chị lên mỗi cái số điện thoại bọn nó không gọi chị đâu. Hiểu không ạ? Không biết là chị gọi về bạn ấy về để làm gì, gọi chị để làm gì ấy, mất thời gian ấy chị hiểu không? Đấy chị phải có ý kiến là bây giờ chị muốn kiểm tra đơn thì bạn ấy mới biết được. Ờ, shop có lên cọc không? Cọc không là cái gì hả chị? Cọc là cái gì hả chị? Cọc trâu hay cọc bò hay cọc gì? Đấy các chị ơi, đẹp không? Con này đẹp quá nhở. Thôi em này về giá 100. Con này nhiều không em? Đâu? Cho chị mượn nào. Giơ lên nào. Khoảng bao nhiêu? Có 160.000, khoảng 20 con. 160.000 đủ size đúng không? Vẫn đủ size đấy, nhiều quá nó ít thôi. Trời đúng ơi, không? Giá tốt. Giá quá tốt luôn, 160.000. Tay của nó sẽ là chất liệu là von tơ nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu hết, đá của nhà em. Được không ạ? Thân của nó sẽ là cốt tông. Đá của em cực kỳ sáng, không rơi không rụng. Các chị chọn luôn đi ạ. Áo len cọc em không có chị ơi, áo len cọc em không có nhá. Con này em có size mở đủ size nhá các chị nhá. Con này đủ size. 40 cân đến khoảng 62 cân, 63 cân cho đẹp. 40, 62, 63 cân. Con này sắp 65 cân vẫn bằng được. Nó co giãn. Giá lẻ 501 các chị nhá. Con này là vừa hôm qua bán 195, hôm nay shop bán 160.000, lỗ 35.000 chị ơi. Thông cảm giúp em nhá. Thông cảm giúp em một tí. Bởi vì là gì ạ? Nó còn nhiều thì em sẽ bán được giá nó gì ạ? Chuẩn cho các chị, còn bây giờ nó là dưới cả giá gốc rồi. Các chị mình hoan hỉ giúp em tí. Được chưa? Mẫu này chị nào lấy các chị comment là đá lẻ gì? Đá lẻ 501 ạ. 501. Đá lẻ mã 501 40 cân đến khoảng 60 2263 cân ạ. 6263 đây. 6263 cân cho an toàn không chốt cố, được chưa? Đấy, mã hàng các chị lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em. 100 mấy rồi nhỉ? 160.000 ạ. 160.000. Ui đẹp quá các chị ơi. Mã cách số điện thoại. Ok. Đây nhá chị ơi, chị nào mà lấy qua luôn mã đấy đi bạn ơi, sang cái mã này đi. Mã đấy còn nhiều không? Đủ sao? Ủa. Em thật luôn, nó quá là đẹp các chị này. Lên mã này cho em này. Các chị nhìn hộ em cái áo đá của em đang mặc trên người là hàng mới em vừa về nhá. Chị nào ngoan mới được. Các chị này, chị nào ngoan mới được. Em sẽ có dây đá màu trắng với cả là dây đá màu vàng. Được không ạ? Cùng một mã hàng Quảng Châu. Chất của nó sẽ là co giãn này. Dây chùn đằng sau. Dây chùn đằng sau và dây rút điều chỉnh ngắn dài. Em đang bán cho các chị giá 135.000. Quả nó hình gọi là quá là đẹp luôn. Sáng quắc quặc quặc như này luôn. Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại là đá gì nhỉ? Dây đá 50 ạ. Dây đá mã 50. Ủa, mã cũng đẹp cơ. Dây đá mã 50 hộ em và mình lên số điện thoại. Thân của nó co giãn vàng Quảng Châu đẹp lắm các chị ạ. 135.000. Thân lưới hai lớp. Dây chun ạ. Gì ạ đằng sau. Dây rút điều chỉnh ngắn dài. Mã hàng các chị lên đơn áo dây của em Lan là dây đá mã 50 đúng không? Dây đá mã 50 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. Được chưa các chị mình ơi nhìn này. Đây dây đá 50 các chị lấy đá vàng. Hoặc là dây đá 50 các chị lấy đá trắng. Mình lên đơn hàng và mình lên số điện thoại giúp em luôn. Được chưa ạ? 135.000 hàng Quảng Châu. Ui ôi em này đẹp thế. Cái cổ này các chị ơi. Được chưa? Mẫu này về luôn 170.000 cho các chị đi. 40 cân đến khoảng 63 cân. 40-63. Mã là gì em ơi? Đá lẻ 519 ạ. Đá lẻ mã 519. Đá lẻ mã 519 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Được không ạ? Em này mà khoác áo vào quá là đẹp. Mà cái này các bạn đang bạn mẫu đang mặc quần. Có
Còn nếu mà mặc với chân váy thì nó đẹp cực kỳ luôn đấy các chị ạ. Nên set đẹp luôn. Đấy, còn đang mặc quần thì nó sẽ đứng đắn hơn. Còn nếu các chị mình mix với chân váy cực kỳ đẹp. Lên chuẩn mã hàng cho em Lan, mã này đang là 170.000. Đẹp lắm. Thật sự là hàng này bây giờ em bán có lãi thì em vẫn bán bình thường, nhưng mà bây giờ chọn khách quá thì thôi thì em gì nhỉ? Em xả cho các chị cho nhanh. Cốt tông co giãn 40 cân và đến khoảng 63 cân quay hơi nghiêng đằng sau tới đó. Đấy, quá là đẹp luôn các chị. Đằng trước đằng sau quá là đẹp luôn. Lên đơn hàng và mình lên số điện thoại đi ạ. Chắc là thích lắm thôi. Chất này mặc nhẹ xuống các chị ơi. Mặc ở bên trong giữ nhiệt này, hoặc là đi ngủ, hoặc là gì à, đi ngủ hoặc là mình mặc ở nhà ấy, rất là dễ chịu luôn. Đấy, mã hàng các chị lên đơn và mình lên số điện thoại. Đá lẻ mã gì? 519. 519 các chị ơi. Đá lẻ mã 519 chốt luôn, 2 phút hết hàng luôn. Qua mã luôn đi bạn ơi. Ấy, nghỉ 5 phút thì tớ bán lên mã này. Nghỉ 3 phút tớ lên cái gì nhỉ? Cho chị cái quần, quần ấy em ơi. Quần thể thao mã mới, với quần lông. Ủa ôi, em bảo này. Nghỉ 5 phút chờ tới tư vấn mẫu thôi. Chui đẹp lắm. Các chị ơi, cái quần này, cái quần này gọi là quần gì nhỉ? Quần tăm quốc dân của nhà em đây. Thề luôn là bây giờ nó đẹp. Đây, năm ngoái thì em bán nhiều, nhưng mà năm nay bây giờ mới có. Bây giờ mới nhập được vô rất là ít các chị ạ. Cái quần này đang có size gì em nhỉ? XL đến mấy X? 3X đúng không? 3 size L, à, XL, 2X và 3XL. Các chị nhá, mình lên đơn hộ em phát. Quần này chị nào đã mặc nhà em rồi. Không phải là lót lông, mà nó là dạng nỉ tăm. Em để luôn là nguyên năm ngoái em để lại khoảng 10 cái để em mặc. Năm nay em xếp vào một cái gọi là một cái tủ tủ ấy, bây giờ em mới lấy ra mặc. Đấy, bây giờ em mới lấy ra mặc em mới thấy nó sướng. Sướng xong bắt đầu em mới nhớ ra là gì ạ? Đấy, chị Anh Vương em chào chị. Em mới nhớ ra là năm nay mình chưa lấy mã này. Chưa lấy được mã này. Các chị ơi nhìn này. Nó sướng dã man luôn. 1X, 2X và đến 5XL là tầm khoảng 67 68 cân nhá. Quần không bo gấu, chất liệu là vải lỉ tăm. Đây các chị này, trong không cần lông của em mà cực kỳ là ấm mới sướng. Không phải là không lót lông mà nó kiểu trắng một lớp len mỏng mỏng này. Đấy, em bán các chị giá 150. Túi quần cực kỳ sâu, được chưa? Nói chung là chị nào mặc ở nhà cũng cần cái quần này. Em lại có màu này gọi là màu màu gì ạ? Màu này gọi là màu nâu. Là màu nâu đi. Nâu đi, nâu với đen đi. Các chị có comment là quần rồi. Đây là chất liệu là vải dạ tăm. Các chị ơi, chỉ gọi là sướng trở lên. Thề luôn nếu em không lôi cái tủ của em ra, chắc em quên mã này của năm nay. Em quên mã này của năm nay nhá. Về nếu mà em chị bóc hàng ra các chị kiểm tra. Nếu mà không thích sờ, các chị không sướng ấy, mặc lên không thích thì giả lại em nhá. Giả lại em để em còn gọi là gì nhỉ? Còn bêu dương. Em này đẹp lắm. Các chị ơi, comment là quần tăm đi. Được không ạ? Vào nhà em Lan là nghiện. Em thề luôn bằng này, chị mà chị nào không mặc quần nhà em thì gọi là có lỗi với bản thân. Chị nào mà không mặc cái quần này của nhà em thì có lỗi với bản thân. Tráng lì mỏng mỏng thôi, quần không bo gấu mà suông ống, cực kỳ đẹp luôn ạ. Em chốt đơn tầm 66, 67 cân đổ lại. Nhớ là size nhà em không phải là gì ạ, không phải là kiểu như là size SML, mà đánh 1X và 2X đến 3XL. Được chưa, 150.000 một quần. Các chị comment quần tăm đúng không? Vâng ạ. Quần tăm cộng số điện thoại là em nhận đơn các chị mình đi. Sướng lắm các chị ơi, dày dặn này. Nhưng mà mặc không bị cợi người lên đâu. Đấy, hai tông màu em gọi là màu nâu với cả là màu màu đen nhá. Nâu với đen, chất liệu là vải lỉ tăm. Đẹp cực kỳ. Cái này mà mặc lên gọi là siêu sướng, kể cả các chị mặc ở nhà với áo đá, áo giữ nhiệt ý. Mình comment mã hàng là quần tăm đi. Thôi các chị ơi, em bảo này, mỗi chị cố gắng lấy hai cái về mặc thử mà không sướng này, không đẹp này, mình giả lại cho em. Đấy, các chị không mất gì, được chưa? Riêng mã này thì em gọi là bao cam kết là các chị mình gọi là mặc là sướng. Nó ấm luôn đấy các chị ơi. Nó không cần lông nhá. Nó không lót lông nhưng mặc lên rất là thích luôn. Đấy, quần tăm và mình lên số điện thoại đi ạ. Túi nó cực kỳ là sâu chị ơi. Mình lấy cho em hai màu đi, em tha thiết mời các chị luôn nhá. Được chưa? Quần này mặc sướng đúng không? Đây này, túi này, sâu ngập tay luôn như này. Mà mặc vào một cái là nó ấm luôn, nó không phải là bị lạnh lạnh người đâu các chị ạ. Đấy, mua nhiều rồi mặc quần sướng. Ê chị ơi, đây, được chưa? Chun này nếu mà trụ bụng chị nào to thì nó sẽ giãn ra. Các chị buộc cái dây này nó theo vòng bụng của các chị mình. Em tha thiết mời mỗi chị hai cái quần. Em không cần mời nhiều đâu, bởi vì em chỉ có hai màu. Được chưa ạ? Các chị mình cả hai cái màu nó đều rất là đẹp. Em bán cho các chị 150 không phải lo. Đấy, nó dày vừa tầm nhưng nó không phải là lót hẳn một lớp lông lên đâu. Mà không bị lộ lộ, gọi là lộ đùi hay đùi chị nào to, không bao giờ lo. Đây,
Mấy ngày nay em toàn mặc cái quần này thôi các chị ạ. Ngày nào cũng mặc ở nhà. Khoác thêm cái áo phao nhẹ nhẹ nữa là xinh rồi. Đấy. Khoác thêm cái áo phao nhẹ nhẹ. Chả nhẽ có nhẽ em mặc mẹ nó vào cho nó xinh nhá. Thôi chẳng nhẽ em mặc vào cho xinh. Quần tăm. Đấy, mã này rồi ok. Em sẽ qua luôn mặc quần tăm cho các chị xem này. Mã này ạ. Ôi, ở đâu đấy? Ở đâu ấy? Đúng không? Đá lẻ mã gì đấy? Đá lẻ 708 ạ. Đá lẻ 708. Săn nhanh này. Đá lẻ 708 mẫu này này. Không, em bảo này. Chị nào mà tin tưởng hàng em thì mình hãng đặt. Đặc biệt là những hàng sale. Được chưa? Bởi vì những hàng sale là những hàng lẻ sai. Em đã bán giá bình thường đã là rất tốt cho các chị rồi. Bây giờ em nói thề với các chị là nếu em này mà có số lượng hàng nghìn con, em không bao giờ bán được cái giá gọi là gì ạ? Giá như em đang sale. Nhưng mà bây giờ em đã sale rẻ rồi, các chị mình cố gắng hoan hỉ cho em nhé. Đấy, thân cốt tông tay lưới. Ép đá đẹp không? Con này mà khoác vest thì đẹp phê mê mẩn. 150. 150.000. Được chưa ạ? Báo sai chưa em? 40 cân 63 đi em. Bán mã đấy đi. 40 cân 63 cân. Các chị ơi đá nhá, đá đổi màu các chị ơi, các chị nhìn cổ cho em này. Phối đẹp, ơi là đẹp luôn này. Có giãn 4 chiều nhá các chị nhá. Tay phối cho em như này nhá các chị nhá. Đây này, kết cái phần tay đá cho mình rất là đẹp như này các chị nhá. Em có đủ size thì ML và XL nhá. Em nhận đơn từ 40 cho đến 63 cân các chị nhá. Lên đơn cho em là đá lẻ bao nhiêu nhỉ? Đá lẻ 708 ạ. Đá lẻ 708 ạ. Và chị chủ hôm nay hạ giá này còn có hơn chục con, em còn khoảng 20 con đấy. Các chị nào nhanh tay thì được nhá. 150k thôi ạ. 150k con này cho em. Đây ạ. Các chị nhìn phê không? Con này các chị mix chân váy cũng đều đẹp nhá các chị nhá. Mix chân váy, mix quần nhá. Và các chị mặc ở bên trong cái bộ vest á. Chị khoác áo vest cho em. Hoặc là khoác cái áo lông rất là đẹp nhá các chị nhá. Đây ạ. Cho chị mượn con áo phao nhẹ cái này để chị khoác luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Quần của bạn mẫu đang mặc comment là quần ba cúc cạnh đúng không? Đúng ạ. Quần ba cúc cạnh. Nghiện áo đá nhà chị Lan. Đẹp lắm luôn đấy nhỉ. Rất là đẹp luôn. Quần à đây. Sâu nhỉ, sướng nhỉ. Quần của nó sẽ là chất liệu là nỉ tăm nhỉ. Nỉ tăm đây các chị ơi. Nhìn đây hộ em nhá. Em đang mặc cái quần tăm vừa xong rồi này các chị này. Được chưa? Đây em đang đứng xa các chị nhìn nhá. Đấy. Nó ấm dã man luôn. Quần tăm em vừa mới rơi các chị 150 đây. Đấy, dáng đẹp lắm luôn đấy các chị, mà nó ấm mấy cả nó không cợi người lên đâu. Đấy, quần tăm của em màu đen với cả màu đấy gọi là màu nâu. Mã khách hàng lên đơn quần này là comment là quần tăm nhá. Quần tăm và mình lên số điện thoại là em nhận đôi các chị đi. Đấy, cứ gặp đây này. Ví dụ như em đã bảo với các chị là phao nó nhẹ ấy. Các chị mình. Đấy, ở nhà mình cứ mặc như này cho em này. Đấy, ở nhà mình cứ gọi là đây này. Mặc như này ấm loanh quanh gọi là sướng, vừa đẹp vừa gì ấm. Vừa đẹp vừa ấm đây nhá, quần tăm nhá. Mã khách hàng lên đơn là kèm số điện thoại đi. Áo phao này hôm nay chị nào nhanh mới được các chị ơi. Lên mã này là gì nhở? Phao nhẹ. Phao nhẹ. Phao nhẹ, bạn mặc mẫu luôn cùng tớ đi cho nhanh. Đấy, khoác luôn để luôn con áo lẻ này là gì ạ? Mặc luôn đấy đã. Đấy, lên mã phao nhẹ của em nhá. Các chị ơi em bảo này, em mới bảo là nó rẻ. Mua luôn hộ em 4 màu 4 con của con phao. Em đang về ôm được lô này nhá. Lô này nói chung là ôm được khoảng 1.000 ý. Màu hồng siêu yêu các chị. Đẹp lắm luôn này các chị ơi, hồng phao. Nhẹ bâng bâng nhỉ, mặc cái áo phao trên người nó không hề khó chịu. Đấy. Đẹp quá luôn là đẹp luôn các nhẹ chị mình ơi. Nhẹ như kiểu không mặc cái gì ấy. Như kiểu không mặc cái gì luôn, nó cực kỳ thoải mái luôn. Quần tăm là 150 đi các chị đẹp ơi. Ủa, mặc quần tăm mà nó phẳng đét như kiểu là quần công sở ấy nhỉ. Đấy, đi đâu cũng mặc đẹp mà các chị. Ở nhà cũng được mà mình đi đâu mình khoác thêm cái áo cũng đều ok cho em luôn. À chị ơi, quần em đang mặc là quần mã 3 cúc cạnh nhá chị nhá. Quần 3 cúc cạnh. Comment cho em là quần 3 cúc cạnh ạ. Màu cho chị mượn bảng màu của quần 3 cúc cạnh cho em. Quần 3 cúc cạnh của bọn mẫu đang mặc cái này. Đấy, là gì ạ? 280.000 một quần. Form phẳng đẹp luôn. Có 3 màu các chị nhá. Em đang mặc là màu đen ạ. 4 màu luôn đấy. Màu này là màu xanh than. Đây màu xanh bò, à màu vàng bò này. Vàng bò. Được chưa? Xanh cổ vịt này. Và màu xanh ghi. Và màu ghi này. Được không ạ? Đấy. À, thiếu mất màu xanh than. Thiếu màu xanh than, có màu xanh than nữa. Xanh than, xanh cổ vịt, xanh ghi. Treo này cho chị đi. Quần ba cúc cạnh. Để lại sau một tí đi. Bán áo phao nào, lên loạn nào. Chị ơi áo em đang là giá 300 mấy? 360.000 một cái áo phao nhẹ. Chị nào đã nhận được thì mình biết rồi. Nó quá là đẹp luôn. Đấy. Mã các chị lên đơn của em lan phao nhẹ đi ạ. Và mình kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. Nhìn của em bảng màu của phao nhẹ nhá. 66 cân đổ lại là em chốt đơn các chị mình luôn. 66 lê cân ạ, đổ lại. Nhẹ lắm luôn, phao bubble đi.
Được chưa? Bình thường các chị mua phải là 850.000 hoặc tiền triệu cũng có. Em đang ôm được sale, bán cho các chị giá 360. Nhận hàng, bóc hàng, mình kiểm tra hàng cho em màu đen này. Đúng không ạ? Phao nhẹ, mã hàng lên đơn là phao nhẹ màu đỏ. Đỏ của nó sẽ là đỏ đậm nha các chị mình ơi, tự tin lấy màu đỏ cho em đi. Lên line nó tươi mà màu còn đẹp như này. Và phao nhẹ màu sữa. Mã hàng các chị lên đơn là phao nhẹ và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. Em bạn cơ bảo màu hồng đỗ nhá các chị nhá. Em đang mặc màu hồng đỗ ạ. Chị Lan mặc là màu vàng nhá. Đây ạ. Phao Burberry nhá các chị nhá. Đây là màu sữa ạ. Em có 3, em có 5 màu nhá. Màu sữa thì em đang mặc màu hồng đỗ. Màu đỏ ạ. Và màu này là màu đen nhá các chị nhá. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là phao nhẹ nhá. Phao nhẹ và để lại số điện thoại cho em là các chị có đơn nhá. Các chị ơi em bảo thật các chị cái con này mặc phê lắm các chị ạ. Nó nhẹ tanh luôn. Nó nhẹ lắm ấy, mặc sướng đời cái mùa này chúng mình mặc nó dày quá, nó cục mịch, các chị đứng lên ngồi xuống rất là khó chịu đúng không ạ? Mình còn mặc, mình còn hoạt động các cái hoạt động của mình nữa, mình làm nhà các chị mặc con này thoải mái cho em nhé các chị nhé. Con này các chị comment cho em là con phao nhẹ các chị nhé. Phao nhẹ ạ. À. Em còn 5 màu ạ. À. Xong chứ không á, ngủ chồng cu lên. Ôi chết rồi. Ủa, mặc đây này, em đang bão quần thì tâm các chị ơi, bão quần tâm gì này. Mặc ở nhà như này này các chị ơi, nó đã đẹp lắm rồi. Được không ạ? Mặc cái áo này đẹp lắm luôn. Áo này 40, à, em này có 2X không nhỉ? 63 cân, 195 à? 63 cân thôi nhá các chị, dưới cân đừng có mừng bất công lúc rồi. Sao lại thế? Nó lẻ sai chứ. Ui đẹp như này các chị mình ơi. Sao lại như thế? 185.000 á? Chất liệu là vải cốt tông tăm đây các chị này. Mà đá đẹp như này, đây là phần thịt của em ở trong nhá. Không đến nơi các chị lại muốn nó cái bông hoa màu trắng ở bên trong nó không có đâu. Đây là thịt trắng trắng của em, đây nó lưới này. Không đến nơi là các chị đòi là hôm nọ có một chị, hôm trước có một chị là đến nơi bảo ơ, cái Lan nó mặc nó có một bông hoa trắng ở cổ cơ. Đấy là trắng thịt của em đây các chị này. Đấy, lưới đây nhá, những cái phần này nó đã có lưới rồi này. Và ép đá đẹp như thế này. 185.000 á. Ui đẹp như này các chị mình ơi. Mặc với cái quần tâm. Quần này chính xác là hôm nay phải nhấc ra mấy con này. Đẹp nhở, quần tăm. Cháu với Thanh bảo tí về em phải. Thôi, chúng mày đừng có lấy quần nữa, để tao bán thế. Không được đứa nào, nhân viên không được đứa nào lấy quần. Bao giờ tao bán ế thì cũng có lấy. Bây giờ tao đang chưa có quần giật lộ khách, không được đứa nào lấy. Đứa nào mà nhận sẵn không có đứa nào. Đấy, các chị ơi, quần tăm của em đây. Chờ em tí em mặc thử cho các chị mình cái phao nhẹ xem. Lại tảng màu cho các chị xem. Chờ em tí, được chưa? Các chị ơi, nhìn cái quần tăm của em này. Nhìn tông màu sáng cho nó sáng nhá. Lấy hộ em luôn hai màu đi. Các chị ạ, chất liệu là vải dạ tăm, sướng không? Nhìn đã thường sướng rồi đúng không? Quần không bo thì cực kỳ là dễ mặc rồi. Giặt máy quăng quật thoải mái từ năm nọ năm kia, không bay vải, không sù lông. Được chưa? Quần tăm cho em hai màu là mình có đơn. Áo đá em lên mặc trên người, các chị comment là đá gì em? Đá 597 ạ. Đá 597 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn 185.000. Đá mã 597 các chị đẹp ơi. Quần tăm của em đi ạ. Chị nào mà bỏ qua cái quần của nhà em không bán cho các chị cái gì nữa đâu. Đấy. Quần tăm cho em và mình lên số điện thoại. Các chị mình ơi, chốt phao nhẹ đi ạ. Đến nơi mà không thích giả lại em nhá. Không xứng đáng với tiền các chị 360.000 các chị giả lại em nhá. Được chưa? Em tự tin cực kỳ luôn. Quá là đẹp luôn đấy các chị ạ. Quá là đẹp này. Đây, mặc cái quần ở nhà cứ gọi là loanh quanh đi đâu thì mình mặc cái chân váy vào nó sẽ khác. Còn nếu mà mình mặc nhà ấy mà, mình cứ như này cho em bởi vì nó vừa rẻ vừa đẹp thì tội gì phải mặc ấy đúng không? Tội vì gì phải mặc áo cũ, cứ mua mới mà mặc cho nó sướng. Được không ạ? Đấy, phao Burberry. Bình thường các chị đang mua 800 mấy. Chân tình một câu là đẹp các chị. Xong lại còn như này chứ. Xong lại cái logo này như là nó bị gọi là cùng cái gì nhỉ? Xét luôn. Cùng xét. Cùng xét luôn đấy các chị ạ. Đấy, mã lên đơn là phao nhẹ của em tông màu sữa này các chị ơi. 360.000. Mã lên đơn hàng và mình lên số điện thoại. Đỏ của mẫu nhà em đang mặc là đỏ đậm nhá. Đấy, đỏ đậm. Chị ạ, không phải đỏ tươi ra gió, không phải đỏ che đỏ chét nữa các chị nhá. Đỏ đấy. Đẹp lắm. Đỏ đẹp lắm luôn đấy các chị nhá. Lên mã cho em ra là phao nhẹ và mình lên số điện thoại em là em nhận bảng màu cho các chị xem nhá. Chị ơi mặc size gì, nhân viên nhà em khác tư vấn size. Lông kiểu như là ở trong nó có lót lông không, nó lông nó trắng đâu, kiểu là trắng mỏng mỏng thôi các chị ạ. Nó có là gì nhỉ? Đây này. Em mới rơi cho các chị xem đây này, nó không phải là lót hẳn một cái lớp lông lên. Còn nếu mà chị nào muốn lót hẳn một lớp lông chờ em tí em lót lông cho. Em sang mã có lông nhiều các chị, bây giờ lông vừa. Đấy, đây các chị này. Nhớ là không bay vải, không xù lông, mặc cái là ấm luôn, nó không dày cộm cộm lên đâu. Được không ạ? Đây là quần tăm của em này. Em tự tin lắm bởi vì em cũng đang mặc mà gọi là gì à? Em cũng đang bán quá nhiều rồi. Cho nên là khách hàng yên tâm giúp em luôn.
mình lên đơn hàng là quần tâm và mình lên số điện thoại đi ạ. Mặc size gì nhân viên nhà em tư vấn size. Chứ các chị mình ạ, à, phao nhẹ mặc đẹp lắm. Ok, em cảm ơn các chị luôn. Các chị ơi nhìn bảng màu phao nhẹ này. Vàng của nó sẽ là vàng đậm các chị nhá. Phao nhẹ màu vàng đậm này. Phao nhẹ em đang có hồng đỗ này. Như mẫu nhà em vừa mặc rồi đúng không ạ? Phao nhẹ em đang có màu đen này. 6566 cân đổ lại là em nhận đơn các chị. Và màu đỏ đậm mẫu đang mặc trên người. Mã lên đơn là mình lên số điện thoại là phao nhẹ cách số điện thoại nhá. Em sẽ qua luôn một mẫu nữa cho các chị mình này. Đấy các chị ơi. Quá là đẹp luôn. Mặc qua luôn cho tớ một con áo đá gì đi. Đá lẻ còn chục nào cho chị một mã, đây, một hai mã đây, nữa đi. Đá đây. Lên tiếp áo đá đi. Đá đây, đá xong đây. Áo này các chị lên đơn cho em Lan, bạn mẫu đang mặc ở bên trong các chị lên đơn là đá gì nhỉ? 663. Đá mã 663. Đá 663 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đá mã 663 là 195 đúng không? 195.000. Đủ size đến khoảng 63 cân các chị mặc đẹp. Đủ size đến 63 cân. Mã khách hàng lên đơn áo mẫu ạ, mẫu đang mặc ở trong là đá mã 663 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Mình lên chuẩn cú pháp cho em nhé. Bởi vì em đang đứng mẫu ở live. Đấy thì em sẽ không tư vấn được tất cả size của mọi người mặc. Cô cố gắng là chuẩn cú pháp cho em để các chị có đơn hàng. Đây ạ, em sẽ dơ cái quần cho tớ mượn bảng màu của gì ạ? Đấy. Quần ba cúc cạnh. Đây, các chị mình ơi, đẹp không? Nhìn bạn cái quần của bạn mẫu đang mặc đây nhá. Là dáng quần ba cúc cạnh. Các chị có thể mix với sơ mi đều quá là đẹp luôn. Mix với sơ mi đều quá là đẹp luôn. Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại cho em. Đây nhìn này, 280.000. Ly nó phẳng đét như này. Chất liệu của nó sẽ co giãn 4 chiều cho các chị mình mặc đẹp luôn. Đấy, màu xanh ghi của mã quần ba cúc cạnh. Nó rất là ôm bụng. Đấy, được không ạ? Mà đứng quần. Em đang bán cho các chị là giá 280. Em đang có size từ 44, 45 và đến 66 cân. Là chỉ có màu đen và màu xanh than này. Và màu xanh gì ạ? Xanh kiểu như là xanh này em gọi là xanh cổ vịt. Đấy. Xanh cổ vịt là có size đến 2XL là 65, 67 cân đổ lại là em nhận đơn. Còn đâu là chỉ có đến size tầm 62 cân đổ lại thôi. Chị nào lấy quần thì mình comment mã quần là quần ba cúc cạnh này. Các chị ơi đây gọi là màu xanh ghi nhá. Màu xanh ghi này. Đây là màu xanh cổ vịt này. Được không ạ? Mình phải comment chuẩn cho em mới. Và màu gì ạ? Vàng bò. Quần ba cúc cạnh em có màu xanh than. Đấy. Và màu đen như bạn mẫu đang mặc. Được không ạ? Em đang bán các chị giá 280.000 một quần. Nhận hàng mình bốc hàng mình đồng kiểm cho em luôn. 280.000 một quần ba cúc cạnh. Được không ạ? Những cái em còn áo này ạ, các chị ơi nhìn này, nó cực kỳ ôm bụng luôn. Ôm lắm các chị. Mặc với sơ mi thì cực kỳ đẹp. Hay là lên cho chị một mã sơ mi đi. Rất là đứng. Lên một mã sơ mi không? Lên. Lên mặc mẫu cho bạn mẫu bạn mặc thử cho các chị một con sơ mi đi. Con đấy size bé đúng không? Lấy đường đấy. Để xuống đấy. Lên cho chị cho bạn mẫu con hoa vàng kìa. Con hoa vàng còn ít lên luôn hết. Đấy đúng rồi. Lên luôn một con sơ mi cho các chị xem cái quần của nó mặc quá sướng. Mình lên đơn hàng và mình lên số điện thoại đi các chị ơi, quần ba cúc cạnh nhá. Mã lên đơn là quần ba cúc cạnh cộng số điện thoại. Em ơi lên váy đi, em đang lên. Quần tâm có size L không chị ơi? Nó chỉ bằng size M đấy, không phải L đâu. Bởi vì form nó đánh từ XL, 1X, 2X và 3XL chứ không phải nó là size to. Như bình thường quần em đang mặc size M đây em vẫn mặc vừa. Đúng không ạ? Vừa XL. Form nó là form chuẩn, gọi là form gì ạ? Nó đánh size như thế thôi chứ không phải là nó là to đâu nhá. Không phải XL là to đâu. Nhà em các tư vấn size số cho các chị mình mặc đẹp. Đấy, được không ạ? Không phải lo gì là gì ạ? Các chị sợ là XL là nó to đâu. Bỏ luôn. Đẹp quá các chị mình ơi. Ôi các chị ơi, sơ mi này. Sơ mi đá nhà em này. Lên một cái con quần đây các chị này. Bạn mẫu bạn đang mặc quần đây. Quần ba cúc cạnh này. Quần ba cúc cạnh với cả áo sơ mi đá. Các chị ơi, sơ mi của em Lan là sơ mi hàng Quảng Châu. Cổ của nó sẽ là cổ Đức ép đá. Chất liệu là vải thun lưới hai lớp. Được không ạ? Chất liệu là vải thun lưới hai lớp. Mình lên đơn hàng là gì nhở? Sơ mi mã gì em ơi? 293. Sơ mi mã 293. Sơ mi mã 293 và mình lên số điện thoại. Hàng ép đá nhá. Nhớ là sơ mi thường các chị đã mua bình thường là bao nhiêu tiền rồi? Đây hàng ép đá nhà em đang bán các chị 220. Đủ size đến 67 cân là em nhận được các chị. Lên mã là sơ mi mã. Đấy. Con này quá là giá quá tốt rồi. Con sơ mi đá như này giá nó bao nhiêu? 220 à? Cho chị phao đỏ đô là không chốt được đơn đâu chị Khánh Ngọc này. Mình phải comment là gì ạ? Phao nhẹ kèm số điện thoại chứ chị comment là phao đỏ. Các bạn không biết con nào đâu. Tí em lên mấy mã phao nữa bây giờ đây các chị ơi. Đấy. Mã hàng các chị lên đơn là sơ mi mã. Sơ
2293 các chị nhé. Sumi nhà em đây này, Sumi đính đá như này các chị nhé. Em lại gần để cho các chị xem này. Sumi nhà em là Sumi Quảng Châu đính đá như này nhá. Cái phần này sẽ là cái kích lưới như em như này, này. Đính đá này cắt trông rất là lịch sự nhé các chị nhé. Đẹp lắm các chị ạ. Trời ơi cái form dáng này. Cái này em có size từ bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Đủ size không? Đủ size 45 cân đến 67. 45 đến 67, 68 cân nhé các chị nhé. 45 đến 67, 68 cân cho em ạ. Đá Quảng Châu nhé các chị nhé. Lưới hoa 3D ép đá. Chất liệu là lưới hoa 3D ép đá các chị ạ. Lưới hoa 3D ép đá, cái mã này gọi là mã gì rồi? Sơ mi 293 các chị nhé. Các chị lên cho em mã này là sơ mi 293 và để lại số điện thoại cho em nhé. Các chị có đơn nhé các chị nhé. Các chị phải lên đúng cú pháp, các chị phải lên ví dụ như là sơ mi 293 này kèm số điện thoại cho em đằng sau hoặc là cái mã phao ấy. Em vừa lên phao nhẹ thì các chị phải lên cho em là phao nhẹ và kèm số điện thoại cho em nhé. Còn em phát tư vấn màu cũng được ạ. Các chị nào comment màu luôn cũng được, mà không thì mai em phát tư vấn màu nhé và tư vấn size số cho mình nhé các chị nhé. Quần áo đủ size thì em báo đủ size cho các chị nhé. Các chị ơi, quần em đang mặc là quần 3 cúc cạnh nhá. Và em có 5 màu ạ. Nãy em có dơ bảng màu rồi đấy ạ. Dạ, quần em đang mặc là bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 200 mấy nhỉ? 280.000. 280.000 một quần. Quá đẹp luôn. Sơ mi mã 293 hàng Quảng Châu các chị ạ. Chất liệu là vải thun lưới hoa 3D, các chị có thể cài cúc cao lên đều được này. Được chưa? Bạn có thể cài cúc lùi lên cho các chị xem. Đấy, em này thì bán gọi là số lượng bão luôn. Mà sơ mi nhà em thì các chị mặc được tất cả các mùa. Đấy, bình thường các chị có thể là mùa hè mặc nó cũng gọi là gì ạ? Thông thoáng. Đấy, chất liệu của nó vải lưới. Còn ví dụ như là mùa đông mặc cũng rất là ok luôn, không phải lo gì. Mã khách hàng lên đơn là sơ mi mã 293 là chốt mẫu áo của bạn mẫu đang mặc trên người. Đấy. Đẹp lắm các chị ơi. Nó có một chị kia vào comment một dãy cái áo sơ mi này. Hầu như là hết các sợ đâu là các chị luôn. không gọi là gì nhỉ? Các chị mình sợ sót mã đúng không? Là phải một tín đồ nhà mình luôn, biết hết các mã luôn mà đọc ra mà chóng mặt luôn mà. Chị thuộc bài luôn rồi. Thuộc mà. Đấy, chị có quần nhung rồi. Không, ui dồi mày ơi. Đây, mang đây mà chị. Cái quần nhung rồi em ơi. Đây, nhanh lên. Đâu rồi cái quần nâu đội của em, chị không chọn cạp đâu nhá các chị ơi. Cái quần nhung của nhà mình có cái màu nâu nữa. Không cần chọn cạp, em sẽ lấy cho các chị mình hai cái quần nhung sướng như nhau. Được không ạ? Hai quần nhung sướng như nhau. Ủa cái áo này xinh thế. Ui. Mặc mãi không muốn cởi ra luôn. Ui, các chị ơi em bảo này. Mặc như này này. Đấy lại còn cái chân váy này nữa. Hôm trước em đi đám cưới mà nhân viên nhà em lợn lò em mặc mỗi một cái áo nhiệt thôi. Với cả một cái chân váy này, em đi đôi bốt mà nhân viên nhà em nó cứ ngơ ngẩn. Nó bảo là chị ơi xinh thế, chị có để cho bọn em làm việc không? Mà bảo tao có mặc cái gì đâu, có mỗi cái chân váy mới cả là cái áo nhiệt thôi mà chúng mày cứ ngơ ngẩn. Nó bảo xinh lắm, chắc là bình thường nó thấy em ở nhà xấu quá các chị ạ. Chỉ có là cái quần gọi là đơn giản thôi, xong rồi là gì ạ? Khoác cái áo hoặc là có thể là một cái bộ lụa ở nhà thôi. Đấy. Đây này, mặc như này đi đám cưới cũng rất là đẹp luôn này. Hoặc là các chị khoác thêm áo dạ hoặc áo phao này, hoặc các chị mình khoác thêm cái áo vest. Đấy, khoác áo vest rất là đẹp luôn. Chọn áo đá như em với chị chọn thoải mái không phải lo gì. Các chị ơi lên mã này cho em la là cái gì đây. Đấy vừa nãy là quần quần tăm rồi đúng không? Comment là quần nhung cho em phát. Được chưa? Quần nhung màu em mà mình lên số điện thoại không cần phải chọn cạp. Nhung của em la sẽ là nhung tăm này. Được không ạ? Nhung tăm. Chất liệu thì các chị không phải lo gì, nó co giãn 4 chiều và dày dặn. Quần nhung rồi, quần không bo nhá. Ai có thể mặc đẹp của em luôn. 150.000 một cái quần tăm. Nâu của chị đâu em? Mình không nghĩ là mấy con ok em ơi này các chị ơi nhung tâm ạ, 150.000 không sướng không phải mặc, cứ thả rông cho em luôn được chưa? Không sướng mình không phải mặc cho em. Comment mã hàng là gì ạ? Nhung tâm quần nhung. Quần nhung đi, comment hẳn là quần nhung cho em và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. 64-65 cân đổ lại là em nhận đơn các chị vừa quần được không ạ? Quần không bo gấu, chất liệu là quần nhung tâm nhá. Rất là nhiều chị hỏi quần. Mà quần nhà em cạp đằng trước thì nó sẽ là quần cạp trang trí. Đằng sau của em là sẽ là quần chu, cạp chun. Cho nên mặc lên vừa đẹp này. Nó vừa gì rất là thoải mái các chị mình. Khi mình mặc lên nó sẽ giãn căng ngay như này. Đúng không ạ? Cho nên các chị mặc ở nhà mặc ngủ ạ. Nó rất là thoải mái. Em là chỉ có nâu tây vì có đất có cả đen thôi. 150.000 một hạ, một mạ, một cái. Khách hàng lên đơn giúp em là quần nhung nhá. Đấy, cứ chuẩn cố phát cho em với ạ. Nâu tây và đen là hai cái tông màu gọi là quá là dễ mặc. Màu quốc dân này các chị. Màu quốc dân dễ mặc đúng không? Em ơi cho mã áo nhanh đi, nhìn chê quá. Bây giờ em lên mẫu luôn này các chị ơi. Thả thính. Đấy, quần thả nhung thính đây các chị ơi. Quần nhung cho em và mình lên số điện thoại. Lên một mã sơ mi của bạn mẫu đang mặc trên người. Uầy, đẹp quá. Đỉnh của chóp các chị. Sơ mi này.
Kể cả như này nhá, mùa đông mùa hè mình thích khoác thêm áo cũng rất là dễ luôn. Hai màu. Sơ mi mã gì đây em? 522 và mình lên số điện thoại là các chị chốt sơ mi giống mẫu đang mặc trên người. Được chưa ạ? 40 cân và đến 66 67 cân là em bán sơ mi cho các chị mình đẹp. Được chưa? Chất liệu là vải thun lưới hai lớp nhá. Các chị nào biết thì mặc những cái dòng sơ mi này rất là thích luôn các chị ạ. Đấy, nó co giãn, nó sướng. Đấy, kể cả những cái dòng áo đá của em mới chia sẻ với các chị như vậy. Có nghĩa là nếu mà trời mà lạnh ấy thì nó giữ nhiệt tốt. Còn nếu mà trời mà nó ấm ấm lên ấy, các chị mặc nó không bị bí. Nó không bị bí tí nào. Đấy, nếu các chị mặc quen những dòng áo đá như em hoặc là sơ mi như em thì các chị sẽ biết là rất là thích. Đấy, nó mỏng nhẹ thôi nhưng mà giữ nhiệt tốt về mùa đông. Có thể mùa trời nó hơi ấm lên nó rất là thông thoáng luôn. Quan trọng là đính đá rất là sang các chị. Sang, các chị đẹp quá các chị ơi. 220.000. Comment mã hàng là sơ mi con này á. 220.000. Sơ mi mã 522 hoa màu đỏ hoặc là sơ mi 522 hoa màu vàng. 522 nhà em có hai hoa nhá các chị nhá. Hoa đỏ và hoa vàng ạ. Các chị phải comment cho em đúng 522 hoa đỏ và hoa vàng. Các chị nhớ nhà em có hai bảng màu nhé, mai các chị chốt đơn nhớ lấy màu đúng nhé các chị nhé. 522 ạ, và kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn nhé các chị ơi. Nhìn này, em nói cho các chị biết, mặc cái này thì hết nước chấm luôn đúng không? Làm gì có con sơ mi nào mà đẹp long lanh như thế này đúng không? Sơ mi thường ở chúng mình mặc rất là phải đứng đắn đúng không? Con này cực sang luôn, đính đá này các chị này, siêu sang các chị em nhà mình nhé. Đấy, độc và lạ các chị nhé. Nhà em là sơ mi Quảng Châu, sơ mi đính đá nhé, đá là đá đổi màu các chị nhé. Đây ạ, 522 nhà em có hai màu nhé. 522 hoa màu đỏ và 522 là hoa màu vàng các chị nhé. Đây ạ, nó đính đá cái phần cổ như này này. Đấy, chị thấy chưa? Đính đá phần cổ và cái phần tay cho chị em nhìn mình nhé. Trông rất là sang này. Sang chảnh cực kỳ luôn. Đấy, các chị phối mấy cái chân váy cũng được, những cái này đẹp lắm. Đây ạ. Em mặc mà em không muốn cởi ra luôn, nó đẹp quá. Cả nó nhẹ nữa. Nó rất là nhẹ luôn. Không nghĩ là mấy con này nó lên đẹp như vậy đâu nhá. Nhìn thì bình thường mà. Nhìn ở trong túi bóng mà sao lại gọi là sơ mi. Nó mềm mềm như thế sao lại gọi là sơ mi. Nghĩ là sơ mi đấy cứ phải giống như kiểu là cổ Đức ngày xưa đi học ấy. Sơ mi vải cứng. Bây giờ còn hàng Quảng Châu nó sang. Đấy, nó rất là sang luôn. Cái này là màu đấy. Quần em đang mặc là quần ba cúc cạnh các chị nhá. Quần ba cúc cạnh là các chị lấy thì comment cho em một quần ba cúc cạnh nhá. Quần ba cúc cạnh để lại số điện thoại cho em là các chị có đơn nhá. Để cho chị con áo đá này nhá. Lại thích rồi, tao tưởng hết rồi. Không, tưởng hết rồi. Chị cái gì, mày cứ để ở chị mặc đi làm sao mà. Tao cứ mỗi lần tao lấy áo thì chúng mày cảm thấy xót xa thế. Giờ suốt mấy năm. Kể cả đi đám cưới mặc như này cũng đẹp rồi các chị ạ. Mặc ví dụ như là quần tất nhá. Cái quần tất lưới kia, cái quần tất dưới nhà mình ấy. Là chỉ còn màu ấy thôi đúng không? Màu da chân à, hay màu đen nhiều? Em thật các chị, cái quần tất dứa lên chân nó gọi là nó đẹp chân, ơi nó đẹp chân nhá. Mà nó rẻ các chị ơi. Mới đợt này em ở nhà em toàn mặc cái quần tất đấy thôi. Mặc chân váy này xong em khoác áo em toàn mặc cái quần tất đấy thôi. Ui nó mỏng nhưng mà mặc nó còn ấm hơn cả cái quần của các chị mình luôn. Đây này. Màu da với cả màu đen của tất dứa 25.000 một cành. Đối với màu da chân thì cực kỳ thật. Còn đối với màu đen thì quá đẹp luôn. Nó mỏng nhưng mà nó rất là gì ạ? Dai. Giữ nhiệt rất là tốt mà nó dai. Các chị ơi 25.000 một cái quần tất dứa. Đối với thời tiết mà kiểu lạnh nha, các chị mình mặc thêm, ví dụ các chị mặc chân váy này, các chị mình đi đôi tất vào cho em. Đó, đi tất này vào cho em này là đủ ấm rồi. Da với cả đen. Da với cả đen của tất dứa. Giờ màu da chân thì cực kỳ thật rồi. Chân váy em đang mặc là mã chân váy 44, chân váy có lót quần nhá. Chân váy của em đang là có lót quần. Đấy, có cả 2XL cho các chị mình mặc đẹp. Được không ạ? À? Áo trong của em mặc comment là đá gì nhỉ? Đá 597 ạ. Đá mã 597. Đá mã 597. Quần váy em đang mặc trên người các chị comment là quần CV44. CV44 là mình chốt đơn quần chân váy giúp em. Và nó có hẳn một cái quần ở bên trong cho các chị mình. Xịn sò không lo thò dâu. Chất liệu là vải u mì. Giặt không bị mất ly giúp em luôn. Cạp của nó sẽ là cạp chun và chun của nó sẽ là chun thời trang như này nhá. Đấy, các chị nào mùa đông mình mặc quần tất thì mình cũng cần phải có cái chân váy. Cho nên là đối với em ấy thì em nguyên em chân váy này em còn phải có 5 cái. 5 cái chân váy luôn em mặc thay đổi. Đúng không ạ? Mình mặc quần tất ạ, mình mặc vào bên gì ở bên ra bên ngoài quần tất này. Màu vàng bò và chân váy 44 là 150 chị ơi. Và màu đen. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em. Là em nhận đơn các chị luôn. Đấy, lên mã phao nhẹ rồi ok. Áo phao đỏ đằng sau bao nhiêu? 360 mình vừa mới lên rồi đấy các chị ơi. Em vừa mới lên rồi. Được chưa? Các chị ơi, thính nhẹ nhẹ lại ra đây. Đẹp quá. Lại tiếp tục một
Đi thính nữa này các chị ơi. Sơ mi mã gì nhỉ? Cái này không phải thính mà là bả luôn đấy các chị ạ. Cái này là bỏ bả luôn á. Sơ mi mã 551 ạ. Sơ mi mã 551 và mình lên số điện thoại 40 cân đến 60 mấy cân nhỉ? 6566. 6566 cân 220.000. Sơ mi ạ, hàng Quảng Châu. Sơ mi 551. Mã hàng các chị lên đơn và mình lên số điện thoại. Nhung ơi cho chị mượn cái phao xa xỉ lắm mình. Các chị ạ, các chị nhìn. Quá đẹp. Em phê lắm, em thích cái cổ như này. Đẹp. Em chưa thấy con sơ mi nào mà nó sang như này đâu các chị, thật đẹp lắm. Bạn mẫu này nhà em là bạn mới. Thực ra là em mới chỉ là em tôi bóng em chưa được mặt. Bạn ấy mới có nghĩa là bạn ấy là nhân viên chốt đơn của nhà em. Cho nên là em đẩy bạn ấy lên là bạn hộ em phụ mẫu. Đấy cho nên là bạn mới đến làm bạn còn cũng chưa hiểu gì về nhiều về quần áo. Đấy bình thường là bạn ấy theo cái kiểu truyền thống là sơ mi kiểu như là cứ phải truyền thống như kiểu ngày xưa là cổ Đức và vải trơn một màu. Nhưng mà bạn đến đây làm đây là bên hôm nay bạn được mặc mẫu thì bạn ấy mới biết là cái cảm nhận của bạn đang nói rất là thật đấy. Đấy dần dần là em sẽ phải đính chính lại một chút nhưng mà bạn ấy cũng đang tương đối như bây giờ là bạn đang nói rất là thật. Đấy là cảm nhận thật của bạn đấy. Nhưng mà mặc rất là nhẹ luôn. Sang lắm các chị. Sang và nhẹ đúng không ạ? Mà nó cực kỳ là dễ chịu luôn. Em nói các anh các chị mà mặc cái này mà anh, đi đâu nhá. Cái này mà mặc mà đi đám cưới đi đỉnh đi đám các chị gặp các anh bao nhiêu ánh mắt là dồn hết của các chị luôn ấy thật. Các chị nhìn này. Nó đẹp như thế này mà nó hút hồn như thế này cơ mà. 220 chị ơi, sơ mi mã gì nhỉ? Sơ mi 551 ạ. Sơ mi mã 551. Sơ mi 551 có một màu thôi đúng không em? Một màu. Đẹp quá các chị ạ. Sơ mi mã 551 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Sơ mi chuẩn Cú Pháp cho em Lan làm sơ mi mã 551. Đây các chị thả buông thân áo này, bỏ buông thân áo cho các chị xem. Hàng Bởi Cúc nhá các chị nhá. Hàng Bởi Cúc. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đây, thân áo rất là vừa cho các chị luôn này. Đấy, thân áo vừa, đúng không? Chất liệu của vải nó sẽ co giãn như này cho các chị mình rất là dễ chịu luôn. 220.000. Mã cho Lan lên đơn là sơ mi. Sơ mi 551 ạ. 551 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. 40 cân và đến khoảng 66 cân là em nhận đơn. Được không ạ? Đấy, bạn mặc cho tớ một cái mã gì nhỉ? Sơ mi à? Bộ thể thao đi. Bạn mặc cho tớ bộ thể thao nỉ kia hôm nay có hàng đi. Đấy, cởi hết ra đi, thay quần ra, cởi hết từ trung ương địa phương đi. Đừng đứng ở đấy cởi quần cũng là hỏng hết màn hình đấy, nó cháy mẹ cả màn hình bây giờ. Các chị ơi, mã này các chị lên đơn là gì nhỉ? 551. Sơ mi á, đá 597. Đá mã 597. Đá 597 em lên cho các chị một em phao nhá. Đấy. Chân váy 44 đấy là 40 cân vẫn vừa chị ơi, ba mấy cân vẫn vừa chân váy này. Mặc cực thích luôn. Cực kỳ thích em bảo này, lên luôn một con phao này nữa. Chắc cũng lẻ lẻ tương đối thôi. Chị không hiểu sao chị thích con này màu sữa lắm ấy. Mày ạ, à, mày cho chị con sữa đầu tiên đi. Các chị ơi, sữa này. Đẹp quá là đẹp luôn. Cho con này tay phê đi. Bạn còn phê còn nhiều. Nhân viên đến đây làm mà đặc biệt là các bạn mới, bạn chưa biết mà. Các bạn ấy gọi là cứ cái gì cũng đòi lấy, em không cho đứa nào lấy hết. Em bảo là lấy mà lương cuối tháng là gì ạ? Hết tiền luôn. Cho nên em không cho nhân viên lấy hàng. Bởi vì lấy xong các bạn cuối tháng là không còn lương là chết em. Cho nên là chết em, chết cả em mới thật đi chứ. Đi làm mà không đủ tiền mà gì ạ? Mua quần áo là chết dở rồi. Chết cả nhân viên, chết cả em. Chết cả em luôn ấy. Đấy, bạn cứ đứng ở đấy bạn chờ tớ tí đi. Okay. Ui cái gì đây? Ở đâu ra cái bộ nhung đấy đấy? Ôi thôi chết rồi. 094 đây, về màu đỏ ấy. Đi đẹp thế. Ôi đẹp thế à? Hiện là mảnh hot. Không, tự nhiên là chị tưởng là nó đâu ra. Các chị ơi, một con phao VIP. Chờ em tí giơ bảng màu phao đi bạn ơi. Nó đẹp như thế này. Bình thường em bảo các chị nó mua năm trước là khoảng tầm 1 triệu mấy đúng không? Giờ các chị đang mua giá gọi là quá rẻ. Đây rồi nhá. Đây rồi hộ em này. Lên đơn mã hàng là phao VIP đúng không em? Phao VIP và mình lên số điện thoại 67-68 cân đổ lại là đều vừa. 47 đến 68 cân là em nhận đơn các chị. Trời ơi nó nhẹ với cả nó sang lắm luôn đấy các chị ơi. Phao VIP và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Em đang bán các chị mình là bao tiền nhỉ? 480.000. Mà mua con này 800 á. 800.000 một triệu mấy là chuyện bình thường. Các chị ơi, một triệu mấy nếu mà phải thời điểm cao điểm mà rét như năm ngoái nhá. Rét sớm như năm ngoái và rét đậm như năm ngoái là triệu hai. Triệu hai, triệu rưỡi tùy nơi. Đấy là còn giá. Nhà kia nó sale 800.000. Đấy là sale. Đấy, còn bình thường nó là một triệu hai của giá năm ngoái. Đúng không? Năm nay khách hàng ạ, à, em bán mới cứng cứng cưng cho các chị mình. Giá là bao nhiêu nhỉ?
480.000. Các chị ơi nhìn tông màu sữa cho em này. Được chưa ạ? Phao VIP cho em là tông màu xanh. Tất cả nó đều có đai kèm theo. Phao VIP em đang có tông màu đen. Ui cái bộ nhung đỏ này chết dở rồi em ơi. Cái này lại đấu lấy đâu hàng đây. Mấy bộ. Báo. Em chưa bán bộ nhung nhá. Mẫu nhung bộ mẫu bạn mặc này. Màu mới các chị chuẩn bị hộ em phát này. Chết rồi. Những cái màu kia đã đang không có hàng để giảm rồi. Bây giờ lại lên được vài chục bộ này lại tiếp tục nữa. Phao VIP màu tím nhạt. Các chị nhá. Mã phao VIP em đang có tông màu gì nhỉ? Tím đậm. Phao VIP em ạ. Chị ơi em ơi cái màu này nó về cái màu nâu rồi cơ mà. Nâu đậm rồi cơ mà. Em chưa lấy mẫu à? Có một con tông màu nâu đậm không? Thôi thôi được. Phao VIP đỏ. Phao VIP đỏ của em. Phao VIP nâu. Ok. Nâu cà phê. Màu này màu cà phê. Nó còn cái màu nâu đậm nữa cơ. Được chưa? Nhẹ tênh tênh luôn đấy các chị mình ơi. Mã hàng lên đây là phao VIP và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. 480.000. Từ L đến 3XL. Tương đương với các chị từ 47 đến 67. Nha các chị ơi. Mình cứ lên màu cho em và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mã phao VIP. Ui ôi các chị ơi. Nhìn em phát bộ nhung này. Trời ơi các chị ơi em đang xin lỗi tất cả khách hàng là cái bộ 094. Từ cái chị được chốt rồi đến cái chị gì ạ? Chưa được chốt thì cũng bị gì nhỉ? Bị nợ đơn rất là nhiều. Các chị nhìn em mới này lên là điên đảo luôn đó các chị. Quá là đẹp luôn. Các chị ơi kéo lùi cái cổ này ra cho nó thoáng nó mở hàng ra nó mới đẹp. À mở hàng. Khoe hàng. Khoe hàng. Đấy khoe hàng ra. Khoe hàng một tí. Đấy. Mặc áo đá ở bên trong. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Chưa tiết lộ qua bên trong chưa bán đâu họ. Kéo cao lên tí che đi. Che đi không có hàng à? Các chị ơi bộ này nhá, hôm nay nó về bộ 094 đúng không? Các chị ơi, các chị mà mix cho em cái đôi giày thể thao thì thôi rồi con này nói là hết nước chấm các chị nhá. Mã này là phao VIP chị ơi. Em lên đây là phao VIP. Bộ này 094 viền đỏ. Chốt luôn. Những cái màu kia các chị còn cảm giác là nó khó mặc, các chị đã chốt báo em đã không có hàng. Ủa sao hôm nay mặt cảm giác là nó bóng lộn lờ lên nhỏ các chị ơi, mà hôm nay gọi là ăn uống đầy đủ dưỡng chất thế sao nhỉ? Dưỡng chất thế nhỉ? Ui đẹp chưa? Bộ mã gì nhỉ? Bộ 094 đấy. Bộ 094 viền đỏ của em đi. 094 viền đỏ các chị nhé. Bộ 094 viền đỏ của em ạ. Chốt luôn đi ạ. Em chỉ còn mấy chục bộ thôi. Đấy các chị ơi, và những cái màu kia em đang nợ nhiều lắm. 440.000. Màu này mới à? Lại màu mới nữa các chị ơi, nâu tây. Nâu tây đậm pha viền trắng. Viền sữa sữa. Gọi là viền sữa các chị ơi. Nâu tây. Nâu tây của bộ 094, mã này cũng là bộ này cũng là viền mới này. Đấy, bộ 094 comment hẳn cái mã viền cho em đi. Và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình đi. Viền đỏ như mẫu vừa mặc rồi. Đây là nâu tây này. Ờ cái nâu này nâu kiểu như nâu tây đậm này. Đây là nâu tây kiểu sáng hơn này. Nâu pha viền vàng. Nâu pha viền sữa cho em. Đẹp quá các chị ơi, bão rồi. Các chị, bộ 094 440.000. Bộ 094 đen viền vàng. Đấy, bộ 094 đen viền vàng. Chất liệu là vải gì ạ? Nỉ tăm. À cái gì nhỉ? Nhung tăm. Đen viền vàng. Đen viền gì ạ? Viền trắng. Đấy, trắng hoặc là màu sữa sữa, không phải màu trắng hẳn đâu các chị nhá. Và bộ 094 đen viền nâu ạ. 094 đen viền nâu. Các chị chờ hàng cho em nhá. Người được về rồi mà em giả được hàng rồi thì em sẽ giả trước. Còn chị nào mà em chưa giả được thì các chị chờ hàng giúp em một tí. Được không ạ? Các chị chờ hàng giúp em đang vẫn đang về bù cho để giả nợ cho các chị đây. Không có hàng thì giả luôn đấy chị ạ. Này quần này. Quần không bo nhá. Bão luôn các chị ơi. 094. Mã hàng lên đây là bộ 094 và mình lên số điện thoại. Đen viền trắng. 094 em đang mặc đây là đen viền đỏ các chị nhá. Đen viền vàng. Đấy. Đẹp quá. Đen viền vàng. Ấm nhỉ. Các chị ơi nâu cà phê, nâu tây. Nâu tây pha vàng. Nâu tây pha sữa. Đẹp thật sự luôn các chị mình ơi. 440.000 bộ, 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. Các chị phải comment mã hàng mình kèm số điện thoại một dòng cho em. Các chị nhá. Mã hàng cách số điện thoại một dòng để em nhận đơn các chị mình luôn. Đấy. Bộ 094 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Xinh quá là xinh luôn các chị ơi, đẹp quá. Chả hiểu là hôm nay view viết kiểu gì luôn. Ở mũ cũng xinh nữa. Đấy, view các chị đi ngủ hết rồi sao các chị ạ? Đi ngủ hết rồi. Phao VIP đi các chị ơi, mã cho em là phao VIP. Phao VIP cách số điện thoại ấm mà sang nhỉ. Mã này quá là sang luôn. Em sẽ cố gắng là em sẽ mặc một màu nữa cho các chị nhá. Đấy, em sẽ mặc một màu nữa cho các chị mình. Mã của mã phao VIP. Lên cho chị bầu tím đậm đi. Cái màu đâu cà phê em đổi sai chị chưa? Được. Mã lên đây là phao VIP đi. Bạn mẫu đứng ra bên cạnh chờ tớ 5 phút đi. Để tớ diễn không có chị cứ nhìn sang cái bộ đấy là
đã gì mê ạ? Mẩn. Mê mẩn. Mê mẩn nếu không có hàng. Không có hàng để chốt. Mình đặt mã 094 lâu rồi, không có, đúng rồi. Có người thì gửi rồi, có người chưa được gửi đâu. Các chị ơi, chờ hộ em một tí nhá. Đấy. Mã lên đơn là phao VIP. Chị Nguyễn Thị Nhân như là có đơn kìa. Mã lên đơn là phao VIP và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Mã lên đơn là phao VIP, bà già đâu không... đang ấm kiểu không muốn cười ra. Không làm như thế rồi. Mã lên Nhung. Nhung. Các chị ơi chờ giúp em đi ạ. Đây phao VIP của màu tím đậm này. Nói chung là các chị cứ hỏi là màu này ở ngoài like với trong like. Nhưng mà màu này gọi là nó chuẩn như nhau luôn các chị ơi. Chuẩn như nhau. Mã lên đơn là phao VIP, kèm số điện thoại em là đang like là like cam thường. Cho nên là các chị mình yên tâm là gì ạ? Chuẩn màu. Đấy, chuẩn màu. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại. Phao VIP cộng số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đẹp quá. Cái đai của nó là đai chun co giãn nhá. Đai chun của nó sẽ là đai chun co giãn. Đấy, 67-68 cân thoải mái vừa cho em đến size 3XL cơ các chị ơi. Đấy, được không ạ? 480.000. Phao VIP nhớ cộng số điện thoại là em nhận đơn. 480 Hào Quảng Châu. Đẹp quá. Chị Nguyễn Nhung có đơn, chị Nguyễn Toàn có đơn ạ. Ok, các chị lên chuẩn mã hàng cho em nhé. Và mình lên số điện thoại đưa bảng màu giúp chị đi. Phao VIP ạ, sữa em vừa mặc ở đây chị ơi. 67-68 cân, nhìn bảng màu em này. Đấy, em để em qua mã cho nhanh. Phao VIP sữa. Phao VIP nâu cà phê. Màu này lên tây cực kỳ, sang cực kỳ. 68 cân đổ lại là em nhận đơn các chị. Nâu cà phê, đỏ đô của mã phao VIP. Đấy, phao VIP cộng số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. Màu tím, tím nhạt nhá. Cái này em đang mặc trên người là tím đậm này. Đây là màu tím nhạt hơn này. Đấy, các chị thích lấy tím nào các chị lấy. Em này tất đai không tất đai đều đẹp. Màu đen của mã phao VIP 480.000. Năm nay mua quần áo Z rồi gọi là quá rẻ luôn. Phao VIP xanh. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em. Là em nhận đơn các chị luôn. Phao VIP cộng số điện thoại. Em ở hiện bây giờ nhà mình đang có cái bộ cái 094 nhà mình đang còn cái gì? Đang còn màu gì? Viền đen, viền trắng hay đen viền đỏ? Đen viền trắng, đen viền trắng. Đen viền đỏ thì được 2 chục bộ không? Vãi đái. Đen viền trắng à? Rồi, thôi. Nâu tây màu mới, đen viền trắng. Các chị ơi đây. Bạn ơi sao bạn không cứ mặc ở cái đấy đi? Nâu tây nhưng mà bạn khoác cái đấy đi. Bạn cứ mặc im ở đấy đi. Ít thì cũng phải bán thôi. Đẹp lắm các chị ơi, nhìn bộ 094 của nhà em này. Nhìn không ạ? Bộ 094 nó quá chất lượng luôn. Bộ 094 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Chị Mai ok chị. Đây. Thính đi các chị ạ, không phải thính đâu bà đấy. Đấy, các chị cứ vào nhà em là gọi là hết tiền luôn đấy các chị nhá. Vào nhà em là gọi là hết tiền luôn đúng không? Nâu tây này của nó là nâu tây đậm. Đẹp không ạ? 66-67 cân là các chị mặc xinh. 66-67 cân. Các chị mặc size gì thì nhà em sẽ tư vấn size số theo người các chị mình. Cân nặng các chị. Được không ạ? Đấy, mình lên cơ chuẩn cụ phát cho em để các chị chốt đơn nhá. Đây các chị mình ơi, đây là màu gì nhờ? Nâu tây. Nâu tây này của nó nâu tây đậm. Và viền của nó sẽ là viền của bé bé. Được không ạ? Nhìn lại bảng màu của 094 em qua mã luôn này. Bộ 094 và mình lên số điện thoại đỉnh 9 chờ em một tí ti qua mã luôn. Ra đây. Ra đây nhìn bảng màu luôn để qua mã đây. Các chị nhìn hộ em quần nè. Đấy, viền của nó chỉnh lại cái viền mũ. Bộ các chị lên đơn là bộ 094. Đây là màu nâu gì à? Nâu cà phê. Đấy màu nâu, các chị comment là nâu viền trắng. Được ạ, hoặc là nâu viền viền be cho em cũng được. Đấy, chất liệu là vải nhung tam quần không bo nhá. 440.000. Nâu này. Nâu viền be. Đen viền be này cho em này. Được không ạ? Đen viền vàng của bộ 094. Đen viền vàng của bộ 094. Và màu nâu tây viền vàng. Nâu viền vàng của bộ 094. Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại của em. Tí nữa treo hộ chị cái quần này nó vào bộ của nó này. Và viền nâu của bộ 094. Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại của bộ 094 nhá. Em sẽ qua luôn màu đi ạ. Qua luôn một mẫu nữa đi. Đấy, cho chị mượn cái bộ kia cả. Cho bạn ấy mặc cái bộ kia đi. Bộ vơ sạc đấy. Bộ đẹp dã man con ngan luôn các chị ạ. Cái áo này này. Cái áo của cái bộ nhung này các chị có thể để gọi là mặc gọi là mix với chân váy cũng rất là đẹp. Ấm cực kỳ. Áo đá em mặc ở bên trong á.
À, các chị ơi, áo đá mặc bên trong các chị comment là đá gì nhỉ? Đá 597 ạ. Đá mã 597. Đá 597 là 185.000 đồng. Đá mã 597 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Áo đỏ canh mặc comment là phao nhẹ đi chị. Phao nhẹ. Đẹp quá. Mã các chị của bộ thể thao các chị mình ơi. Bão đơn. Bão đơn luôn ạ. Đá 597 thân cốt tông. Thân cốt tông gọi là cốt tông tăm. Ui bộ này. Ui yêu thế. Ui yêu thế. Con này cứ soi gương bắt là giật mình. Thế đẹp quá đúng không? Không phải mà còn nhìn trẻ lắm. Trẻ đẹp luôn đấy các chị ơi. Nhìn bộ này. Sang xịn này. Nhìn em bộ này cái nhá. Con này có lót lông ấy. Em này là lót lông, chị nào thích lông thì lấy bộ này. Đây, lông đấy, rất nhiều nhá. Lông rất nhiều. Đây ạ. Lông đấy, các chị này. Dạng như là nó sẽ là trắng một cái lớp gọi là nỉ mỏng mỏng bên trong. Lót lông bên trong. Bộ này em đang bán cho các chị mình 350 đúng không? Dạ, 931 ạ. Chốt luôn. Hết hàng rồi. Bộ mã 931. Bộ lông lá nhiều nên mà không rẻ vậy. Lông lá bao ấm cho các chị luôn. Ấm quần không bo. Mặc thích lắm. Đẹp. À. Quá đẹp luôn các chị ạ. Logo thêu nhá. Đấy, viền của nó sẽ trang trí này. Logo thêu và viền trang trí. Mã các chị lên đơn là gì ạ? Bộ 931 ạ. Bộ mã 931. Bộ này của em là sẽ là lót lỉ này. Được chưa ạ? Size từ 40 cân. Và đến bao nhiêu nhỉ? 7. 3X không em? Có đến 2 rồi à? Hết 3 à? 67 cân. 68 cân là em nhận đơn các chị đi. 67, 68 cân. Khách hàng lên đơn giúp em là bộ mã 931 ạ. 931. Em bạn đứng gần đây đi. Lên đơn chuẩn mã cho em ạ. Chị Thanh Thủy, ok em nhận đơn các chị luôn. Bộ mã 931. Logo của nó sẽ là logo thêu này. Viền của nó sẽ là viền trang trí này. Bộ nó dạng như là cốt tông trắng là gì ạ? Ở trong nó sẽ lót lỉ. Và cạp quần của nó sẽ là cạp quần gọi là chun, kiểu như là chun thời trang ấy. Các chị mặc nó sẽ co giãn nhá. Đấy, mặc nó sẽ là gì ạ? Co giãn. Đấy, và rất là ôm bụng luôn. Không bị gọi là lộ khuyết điểm. Đây này các chị nhìn cái dáng quần. Thích lắm luôn ấy, dáng quần này. Được chưa? Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại cho em Lan là bộ mã. Bộ 931 ạ. 931 các chị nhá. Quá đẹp luôn. Mặc quần không bao nhiêu chân kính các chị. Mặc bộ này tự dưng thấy mình đẹp thêm bao nhiêu chân kính luôn. 931 các chị ạ. Các chị bộ con này. Trong này có lót lông nhá các chị nhá. Con này lót lông sướng lắm, lót lông mềm lắm, êm lắm các chị ạ. Đây này. Em lại gần cho các chị xem cái lớp lông ở bên trong nó như này nhá các chị nhá. Đây ạ. Em lại ra từ máy đây các chị này, kiểm tra cái lớp lót lông của em nhá. Siêu đẹp luôn, siêu mịn các chị ạ. Đẹp lắm. Dáng thì dáng thể thao. Chất đẹp. 350.000. Mã 931 các chị nhá. Ôi giời ơi. Các chị nào nhanh tay thì còn chị nào mà không chốt được bộ này hoan hỉ giúp em nhá. 931 để lại số điện thoại cho em ạ. Mới đỡ được. Đỡ được à? Mới hãm được à? Mới hãm được bộ nào. Úi trời ơi. Có mà ta láng tháng lương có mà 50 triệu nó đủ. Úi trời ơi. Úi trời ơi, thật bộ nào cũng úi trời ơi luôn thật. Mà con nào cũng muốn lấy về đây này, đang bà chủ đang bảo mày một tháng nữa thì mày úi trời ơi, không còn lương. Không còn lương. Thật đấy, mặc toàn không muốn cởi ra các chị ạ. Đẹp thật, con này phải nói thật sự, con này là thật sự đẹp. Không bo gấu rất là dễ mặc. Chị đi quần thể thao cũng được, mà các chị đấy phối giày như em này đi cũng thấy đẹp. Sang chảnh. Lại gần cho các chị ngắm. Còn phao nhẹ không em? Nhà em còn phao nhẹ các chị nhá. Các chị cứ lên phao cho em là phao nhẹ kèm số điện thoại cho em là các chị có đơn nhá. Chả nhẽ là để bạn mặc nhỉ. Mặc được cả quần. Được rồi, cho chị cái gì đó. Bạn cười đi. Mặc cả cái con đấy á. Cho chị mượn cái áo. À, chị Khổng Thị Thanh Thủy có đơn ạ. Chị Dung Phạm có đơn ạ. Chị Ngọc Uyên có đơn nhá. Xin chào chị Hà Phương. À, chị Sơn Thái. Quần gì? Còn cách đọc ướm ướm. À. Quần thể thao à? Đến 65kg à? Có ấy. Em có quần thể thao bán giờ nhá chị nhá. Quần thể thao của em lên rồi đây. Đẹp quá. Các chị ơi nhìn hộ em này. Mã này chị nào lấy các chị comment là gì nhờ? Xịn ba. Áo dạ dáng vét các chị ơi. Ba của ve mà. Mã này chị nào lấy nhá. Bộ này em sẽ lên một em áo dạ mà dáng của nó sẽ là dáng vét. Được chưa? Đấy, dạ của nó sẽ là dáng vét này. Các chị lên đơn cho em Lan làm. Áo dạ xịn ba. Xịn ba. Xịn ba và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Đấy. Ui đẹp quá. Mix với một cái em giữ nhiệt ở bên trong này. Mặc rất là dễ chịu luôn. Cái này các chị có thể mặc với chân váy ngắn hoặc cái chân váy dài. Cho em đều rất là xinh. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại là... Xịn 3. Xịn 3 là 350.000. Dạ hai lớp dáng vét. Được chưa? Đấy. Đẹp quá các chị ơi.
Bộ 931 là 350 mẫu nhà em vừa thay ra đấy. Đấy, em bao đẹp với cả bao size cho các chị luôn. Bộ này các chị nào áo dạ này các chị nào lấy comment mã hàng là xịn 3. 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. 67 cân đổ lại mình lên đơn mã hàng là xịn 3 và lên số điện thoại là em nhận đơn. Xịn 3 cách số điện thoại size M, size L, size XL, size 2X và size 3XL. Nhưng mà form này nhỏ 3X em chỉ chốt đến 67 cân thôi. Được chưa ạ? 67 cân. Đấy, dạ của nó là gì dáng vét chị ơi. Cài cúc cổ của em thoải mái luôn này. Cài cúc cổ này. Xịn 3 cạnh số điện thoại. Xịn 3 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Áo dạ, các chị mặc để khoác cũng được mà cài như này cũng rất là gọn gàng và đẹp. Rồi, ok. Mã cách số điện thoại các chị ơi. Chân váy em đang mặc là CV44 chị. CV44 và lên số điện thoại là em nhận đơn. CV44. Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em luôn. Quần 67 cân vừa áo dạ chị. Xịn 3 kèm số điện thoại, kiểm tra đơn hàng ok chị luôn. Mã các chị lên đơn và mình lên số điện thoại. Không cho thay đủ quần. Quay bên kia của em, vặn quần bên kia. Ôi cái gì buồn cười thế nhờ. Chị thật máy 3 lần nữa gọi. Alo ạ. Vâng, chị đợi em tí em báo nhân viên gọi lại nhé, em đang lấy. Mã này chị đào lấy các chị comment là xịn 3 đúng không? Xịn 3 và mình lên số điện thoại là em chốt áo dạ. Được chưa ạ? 350.000. Tắt 3 máy đi rồi mà. Đạp kinh khủng luôn. Có chị đang bán hàng một cái cuộc gọi nào là cảm thấy nó chế kinh khủng luôn. Ba trăm rưỡi chị ơi, 350.000. Dạ hai lớp nhá. Dạ hai lớp. Rồi em sẽ lên cho các chị một mã nữa. Đấy, được chưa? Các chị ơi lên một mã bộ thể thao VIP nhà em này. Ui đỉnh, của chóp luôn. Bộ này sẽ là bộ kéo khóa. Bộ kéo khóa và có mũ. Quay nghiêng nghiêng viền quần cho tớ. Đẹp không ạ? Viền quần theo hết. Size đến 67, 68 cân là em nhận đơn các chị luôn. Quay nghiêng nghiêng như vậy thôi. Đứng để cho các chị xem viền quần. Quần và quần không bo gấu nhá các chị nhá. Quần viền nhà em đang là không bo gấu. 550.000. Chất liệu là vải u mì. Được chưa? U mì và viền theo. Khóa nhá và có mũ. Bộ này thì quá sang rồi. Bao bão cho các chị luôn. 550. 550.000. Mã hàng bộ thể thao các chị comment là đỉnh mấy em? Đỉnh 9, đỉnh 9 ạ. Đỉnh 9 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đỉnh 9 cộng số điện thoại là em nhận đơn. 550. Bộ này sẽ là có mũ. Bao bùng luôn này. Đẹp lắm luôn các chị ơi, về đến đâu là hết đến đấy. Một màu duy nhất là tông màu đen. Em bao đẹp với cả bao sang. Được chưa ạ? Đỉnh 9 và mình lên số điện thoại, mũ này. Bộ u mì, chất của nó thì bao đanh và bao đẹp. Các chị mặc vài năm thì cái bộ thể thao của em vẫn đanh và đẹp như vậy. Rất là mịn luôn. Rồi, bộ kéo khóa nhá. Quần của nó sẽ là quần không bo gấu và viền thêu. Đấy chưa? Túi quần và túi áo hai bên. Đấy, các chị nhìn cái viền quần này. Thêu gọi là quá là sang luôn. Mã khách hàng lên đơn cho em là đỉnh 9. Đỉnh 9 và cộng số điện thoại. Áo dạ em đang mặc comment là xịn 3. Xịn 3, chị ơi có hai màu thôi. Các chị mượn cái cổ tròn của mẫu nữa. Các em đang mặc là đỉnh 9 nhá chị nhá. Đỉnh 9 các chị ạ. Chất u mì nhá chị nhá. U mì co giãn ạ. Con này em có đủ size, em từ nhận size từ 45 cân đi. 45 đến 68 cân. 68 cân nhỉ? Ừ, 67, 68 cân. Chất co giãn. Mịn lắm các chị ạ. Cái chất này không bay không xù nhá các chị nhá. Các chị giặt máy thoải mái cho em nhá. Giặt tay giặt máy thoải mái cho em đấy ạ. Đỉnh 9 chị ơi. Cái này là toàn bộ là thêu nhá các chị nhá. Chứ không phải là cái chị viền vải mà các chị may ở đây đâu. Cái này thêu nhá. Viền thêu đẹp lắm. Đỉnh 9, mã hàng lên đơn và kèm số điện thoại. Nhớ là các chị mình phải có cái mã hàng cho em. Nếu không có cái mã hàng thì em không biết là các chị mua cái gì, đúng không ạ? Cho nên là bắt buộc khách hàng lấy cái nào mình phải comment được cái mã hàng chuẩn hộ em và mình lên số điện thoại. Mã lên đơn là đỉnh 9 ạ. Đỉnh 9 chất liệu là vải u mì, các chị mình nhận hàng các chị mình đồng kiểm giúp em luôn. Cho chị một cái con áo dạ cổ tròn. Được chưa ạ? Đấy. Đỉnh 9 và lên số điện thoại chị ơi, 550 nhá. 550. Đẹp quá luôn đấy các chị ạ. Đây này, nhìn cái áo dạ cổ tròn này nữa nhá. Áo dạ em đang mặc trên người các chị comment là xịn 3. Xịn 3. Xịn 3.
Chị nhìn hộ em bộ thể thao này, quần của nó sẽ là quần viền này. Đấy, quần viền trang trí. Em mix với một cái áo đá mà nhiệt mặc ở bên trong. Áo đá bên trong của bạn mẫu đang mặc, chị comment là đá gì nhỉ? Đá 512 ạ. Đá mã 512. Đá 512 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Áo đá giống bạn mẫu đang mặc, 100 mấy nhỉ? Con này tay đẹp dã man. 100 mấy? 195 nghìn. 195 nghìn. Mã lên đơn hàng và mình lên số điện thoại giúp em này. Ui xinh ơi là xinh. Đá em đang mặc là đá 512 các chị nhá. 512 và để cái này em lấy không sai đúng các chị có đơn nhá. Em bị hết sai mẫu à? Trời ơi các chị ơi, bộ hết cả sai mẫu. Em đang mặc là bộ đỉnh 9 các chị ạ. Đỉnh 9 ạ. Chất u mì chị ơi, chất u mì nhá, co giãn tốt. Chất mịn đanh mải em nhá các chị nhá. Cái viền này là viền thêu chị ơi. Viền thêu nhá. Con này gọn đẹp hơn cái con dạ xịn hôm qua chị mặc đi đám cưới. Hôm qua mặc cái này đi cho đẹp. Con mặc mà. Qua mặc là con dạ Quảng Châu 450. Em thích con đấy, mà em sợ vào rồi. Dạ. Nhưng mà con này mặc đẹp cái này mà. Khoác mặc cái này trẻ này. Các chị ạ, ví dụ như các chị mặc một cái chân váy đúng không? Các chị khoác một cái áo dạ nhẹ nhẹ như thế này thôi. Đấy, và con áo đá bên trong như này đã đủ đẹp lắm rồi, đi tất đi bốt cho em đều xinh. Cái này cái áo dạ này em đang không còn size của em vừa đâu. Đấy, em bị đang bị hết, em đang phải mặc size M nó hơi chật. Size M là nó hơi chật. Đấy, em ơi có cái áo phao lẻ lẻ hàng lẻ nó không? Em đẩy ở đây thì chị xả kèm đi. Phao lẻ em để ở đây chị một hai mã chị xả kèm đi. Mã các chị lên đơn, ủi đẹp quá. Áo dạ em đang mặc trên người cũng có size 67. Hiện bây giờ size L em đang bị hết. Đúng không? Mã này chị nào lấy các chị comment là dạ, áo dạ em đang mặc trên người nó là áo dạ kiểu vest ấy nhá các chị ơi. 40 cân mặc đẹp luôn. Ví dụ các chị mặc một cái áo nhiệt như này, hoặc các chị mình mặc khoác ra bên ngoài những cái áo mà những cái váy liền của các chị quá là đẹp luôn. Đấy, chờ em tí, lấy cả bảng màu chờ tí. Thì các bạn ấy mã lên đơn hộ em Lan là gì ạ? Đỉnh mấy? Con nào? Áo dạ em đang mặc trên người. Các chị comment mã hàng là xịn, em này là xịn mấy nhở? Cho em một tí em loát lại nữa nào. Chị ơi 67 cân vừa. Đấy 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. 67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị mình. Cho chị mượn một cái quần lông mới đi em ơi. Quần lông mới đâu rồi. Đây đây ạ. Quần lông mới chưa bán ấy. Đây một con quần này nữa, quần rời nhá. Rồi, đây này các chị comment của em. Quần này của em là dạng như là quần lót lông. Lót lỉ nhưng mà nó mỏng vừa thôi. Nó không phải là lót lỉ là lên là mặc như của cái chân bông đâu. Được chưa? Quần này mà em nói với các chị là các chị không sướng ấy mà. Thì các chị tốt nhất là không cần mặc nữa. Quần này mà chị nào không sướng quần mới cứng cực cưng luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn, mã mới. Được chưa các chị? Quần mặc nhà hộ em hoặc là đi đâu, dáng của nó sẽ là dáng thể thao, cực kỳ ấm luôn với cả đẹp. Đây nhá, em lên một mã này nữa. Các chị comment là quần một Ui đẹp thế không các chị ơi. Quần đẹp quá các chị ạ. Làm nào bây giờ? Quần lót lông 150.000 một quần. Quần lót lông đi. Các chị comment là quần lông và mình lên số điện thoại cho em đi. Quần lông đi. Các chị comment hẳn mã là quần lông giúp em và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. 150.000 một quần. Được không ạ? Quần này sẽ là lót lông. Size cho em đã đến gì ạ? Lót lỉ như này nhưng mà lỉ trắng mỏng vừa. Không bị cợ đùi lên, mặc cực kỳ đứng quần và gấu quần của nó vừa, không bo gấu. Đấy, 150.000. Comment mã hàng là quần lông cho em đi. Quần lông và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Các chị ơi nhìn này. Cái này của nó đang có một cái logo đúng không em? Được. Chị tưởng là nó đang có hai cái logo viền như này. Đấy, tạm thời là về một cái logo này nữa. Chị ơi nhìn quần này, phẳng đét là đẹp luôn mà ấm lắm. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mã hàng các chị lên đơn là quần lông đúng không ạ? Sướng không sướng em đảm bảo các chị không cần phải mặc gì nữa đâu. Mã mới của em nhá. Em đang bán các chị giá 150. Size đến gì ạ? 65-67 cân đổ lại là em nhận đơn các chị quần lông. Mã hàng khách hàng lên đơn giúp em Lan quần lông ạ. Quần mặc nhà cho em và trắng lỉ bên trong và mỏng vừa. Đấy, không bo gấu và rất là đứng quần. Được không ạ? Mặc lên nó phẳng đét như là quần công sở của các chị luôn ý ạ. Đấy, và không bị bó quá nhá. Không bị bó quá luôn. Quần lông đi các chị ơi, chốt 5 phút. Quần thể thao tí nữa lên mã riêng chị. Quần thể thao nhé, em chỉ có 120.000. Quần thể thao lên luôn bây giờ chắc có 120.000. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em đi ạ. Đẹp quá. Chị ơi quần lông 150. Bão nhá. Bão đơn luôn các chị mình ơi, nó đẹp lắm. Cái vải ở ngoài của nó dạng như là tăm tăm ấy các chị ạ. Đấy, nó sẽ kẻ tăm nhỏ nhỏ như này này.
được không ạ? Và ở bên trong của nó sẽ tráng lì như này. Nhưng mà tráng lì của em rất là vừa để mặc đủ ấm, đúng không ạ? Và nó sẽ không gì nhỉ, không phải là dày cội lên, rất là đứng quần luôn. Mã khách hàng lên đây là quần lông cho em, và mình lên số điện thoại là em nhận đôi các chị luôn, 150.000 một quần. Bao ấm bao phê nhá các chị. Đẹp lắm chị ơi, mặc lên đẹp lắm luôn ấy. Bao đẹp luôn, bao sang các chị luôn. Bộ đỉnh chín này mặc bao phê luôn, chị nhận được rồi. Em cảm ơn công mừng của chị Kim Oanh nhá. Đẹp lắm luôn, bộ đỉnh chín này. Lắm chị ạ. Sang lắm em thật sự luôn, bộ này. Đỉnh chín em không có hàng để bán. Không kịp hàng đâu ấy các chị ơi, bão luôn. Mã này của em là mã mới. Bộ này mình comment mã hàng là đỉnh chín. Được không ạ? Quần viền của nó sẽ là viền theo hết này, rất là đứng quần luôn. Đi giày thể thao này, các chị đi giày cao gót này, đi giày bệt, đi chân đất, đi dép lê cho em đều xinh. Đấy, mã khách hàng lên đơn cho em là đỉnh 9 đúng không? Đỉnh 9. Đỉnh 9. Mũ này của nó sẽ là dạng mũ để trang trí thôi các chị ạ, bộ thể thao. Nhìn nó rất là trẻ luôn và đẹp. Đỉnh 9, và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Qua mã bộ đỉnh 9 đi, 550 chị nhá. 550.000. 550. Đỉnh 9 kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đẹp lắm các chị ơi. Bộ thể thao. À quần thể thao, cho chị mượn cái chùm quần thể thao phát này. Mang xong là lên luôn con phao, phao xả lẻ luôn bây giờ nhá. Em ơi cái chùm viền quần của nó đâu? Đây này. Còn chất liệu mà vải u mì mà không đốt lông thì các chị mình lên mã quần thể thao cho em. Không cần phải chọn viền nhé, em tự chọn cho các chị nhé. Em chỉ có 3-4 viền. Gọi là 3-4 viền gọi là gì ạ? Đẹp thôi. Đấy, 3-4 viền đẹp. Đối với quần thể thao mình không cần chọn viền đâu. Chất liệu là vải u mì. Size từ 30 cân đến 80 cân thì mình mua quần thể thao cho em. U mì nó sẽ co giãn 4 chiều và quần không bo. Em đang bán cho các chị giá 120.000 một cái quần thể thao. Khách hàng lên đây là quần thể thao và mình lên số điện thoại. Mặc không đẹp, không thích em cho các chị giả lại luôn. Không bay vải và không xù lông. Được chưa ạ? Không bay vải với cả không xù lông. U mì co giãn 4 chiều, quần không bo gấu. Trẻ trung mình đều mặc được giúp em. Từ size S và đến size 5XL. 30 cân đến 80 cân. 120.000 một quần các chị mình ơi. Mã hàng khách hàng lên đây là quần thể thao nhá. Đẹp dã man luôn, chưa có chị nào phải kêu gì. Dễ mặc cái quần này. Quần thể thao và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. 120 các chị ơi. 120. Mặc các mùa luôn đấy các chị ạ. Chất của nó dòng u mì thì bao giờ nó cũng rất là mát và nó đanh chất. Đã, mát với cả đanh chất, nó chỉ khác nhau cái viền thôi. Đấy, nhà em chọn 3-4 cái viền cho các chị rồi. 3-4 viền. Mã các chị lên đơn là quần thể thao và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đấy. Bẻ lá cổ, bẻ lá cổ hoặc là kéo hết lên dựng kiểu vậy. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại. Các chị ơi đẹp không? Quần thể thao nhá. 30 cân đến 80 cân. Là chị nào cũng có size vừa. Nhà em khác tư vấn size số cho các chị mình mặc đẹp luôn. Đấy. Áo đá mặc trong của em là đá gì nhở? Đá 663 các chị ơi. Áo khoác dạ này của em là 350 chị ạ. Đỉnh 9 là vải u mì. Nó là u mì hàn chị ơi, rất là dày dặn và đanh chất. Đấy, đỉnh 9 của nó là chất liệu là vải u mì hàn nhá. Quần thể thao cho em và mình lên số điện thoại ạ. Không phải nhung đâu chị Hằng ơi, bộ đấy của em là u mì. Chất liệu là vải u mì. Đấy, áo dạ em đang mặc trên người comment là xịn gì ạ? Xịn 2 chị ơi. Xịn 2 350. Em này cực kỳ trẻ và đẹp. Đấy, hàng lót hai lớp dày dặn nhá. Em bao đẹp và bao trẻ luôn. Áo dạ thì mình comment mã hàng là xịn 2. Em đang mẫu này là đang hết size mẫu của em, thành ra là em đang mặc hơi bị chật. Đấy, sẽ còn size bé hơn em này hoặc là size to hơn em thì đều có size vừa. Xịn 2 là 350.000 là chốt áo dạ đi ạ. Xịn 2. Rồi ok, chị ơi sang một mã bộ này. Comment mã hàng là đỉnh 2 ạ. Đỉnh 2, viền của nó sẽ là viền thêu. Chất liệu em này nó sẽ giống cái con đỉnh 9 ấy. Được chưa? Nó sẽ giống em đỉnh 9. Chất liệu là vải u mì. Đấy, u mì hàn nhá. Nó rất là dày dặn nhưng mà nó mát chất ấy các chị ơi. Và nó đanh với nó sang. Quần này nó sẽ là quần không bo gấu. 550. Em này chốt đến 80 cân. Bộ này comment là đỉnh đỉnh 2. Đỉnh 2. Đỉnh 2 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Được chưa? Quần không bo gấu. Viền quần thêu, túi quần hai bên và túi áo hai bên. Đấy, đỉnh 2 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. 550. Bộ này là sẽ là bộ đỉnh 2 sẽ là không có mũ đấy các đỉnh chị ạ. Không có mũ nhá các chị nhá. Đấy. Áo dạ comment là xịn 2 các chị ơi, xịn 2 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Em đang mặc cả đỉnh 2 các chị nhá. Đỉnh 2 ạ. Đây ạ, đỉnh 2 là sẽ không có mũ nhá các chị nhá.
Chất u mì dày dặn các chị nhá. Chất u mì dày dặn cho em ạ, co giãn 4 chiều nhá. Em nhận đơn đến 70 cân nhá. 75 cân. 3x à? 80 cân. 80 cân. 80 cân con này có size các chị nhá. Các chị nào mà mập mập bơi vào con này hộ em với. Đỉnh 2 ạ. Chất u mì toàn bộ cái viền này là viền thêu hết các chị nhá. Viền thêu ạ, co giãn 4 chiều, không bo gấu cho chị em nhà mình nhá, không bo gấu ạ. Cái này là u mì Hàn chị ơi, mịn lắm ạ, không bay không xù nhá các chị nhá. Rất là đanh vải ạ, không bay không xù, các chị giặt tay giặt máy thoải mái cho em đấy ạ. Bộ thể thao. Áo đá trong em đang mặc. Đó, con áo đấy là bao nhiêu nhỉ? Đá 512 195.000 ạ. Con áo đá em đang mặc là đá 512 các chị nhá. Áo đá trong em đang mặc là 512 ạ. Cổ nó sẽ như thế này các chị ơi. Đá như em mà đá đổi màu nhá. Cho chị mượn cực đẹp và cực sang các chị em nhà mình ạ. Đá 512 là 195.000 chị ơi. Đúng rồi ạ. Comment cho em thế là đúng cú pháp chị nhá. Áo đá 512 và để lại số điện thoại cho em là các chị có đơn hàng ạ. Đây ạ, cái bộ đỉnh 2 của em, cái cặp của nó sẽ là cái chun thể thao, cái chun đẹp như này các chị nhá. Chun thời trang như này nhá. Nó giúp cho chị em mình cái phần eo này rất là gọn, đúng không ạ? Tắt cái phần eo là rất là gọn luôn ạ. Đấy. Màu đen các chị giấu thoải mái. Chị nào bụng mà hơi to chị lấy đỏ. Con này thể thao dáng cũng đẹp này. Chị là bao nhiêu cân? Dễ mặc. Mình mặc nhà được này. Mặc đi ăn tiệc này các chị này. Các chị mix với giày thể thao cho em đẹp nhá các chị nhá. Giày thể thao cũng đẹp, giày cao gót cũng được nhá các chị nhá. Lên một mặt áo cổ tròn. Hai quần tất dứa. Ừ. Ủa các chị ơi, em bảo này, con phao này còn đúng duy nhất hai em. Được không? Học còn trâu đẹp. Con năm nay không có con nào. Con này là bị sót. Được chưa các chị ơi? Nhìn bị sót cho em, chị nào hoan hỉ này. Chị nào mà ngoan mà không bo màng bao giờ mình đặt mẫu này cho em. Được không ạ? Nó siêu xịn luôn, nó là size 2X của Quảng Châu nhưng mà nó cũng nhỏ vừa thôi. Em đang mặc 2X đây này. Ui nó đẹp quá là đẹp luôn, vừa nhá các chị ơi. Được không ạ? Em bán cho các chị mình bao tiền? Em ơi size gì kia nữa? XL. Ồ thế size chị đang mặc là to hơn, mày đưa chị cái size to hơn. Mà lại còn lại cái size bé hơn. Có nghĩa là bông này, mẫu này lúc trước nó cũng đang là XL. Với cả 2XL thì chỉ chốt đến tầm. Ui đẹp không? Các chị đẹp nhà em ơi, phao trần trám siêu nhẹ của Quảng Châu. Được chưa? Mặc cái áo lên chưa đến 3 lạng ở trên người. Siêu xuống ạ. Nhẹ tinh tinh. 250. Chị nào mà không bo bao giờ thì em mua nhá. Vì em nói thật là những cái mã này em đang xen vào để em bán tặng các chị mình đi ạ. Không sướng em không lấy tiền. Được chưa? Mũ tháo rời hàng Quảng Châu. Phao trần trám nhẹ bâng bâng như thế này. Được không ạ? Một màu đen duy nhất thôi. Em còn đang mặc size rộng mà nó còn đẹp như này. Không ạ? Mã khách hàng lên đơn cho em đây là gì nhỉ? Phao gì? Tặng một đi. Tặng một còn mấy con. Tặng một kèm số điện thoại. Tặng một và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị. Chị Phạm Lan ok này. Chị Thìn Nguyễn ok, chốt xịn 2. 250 được không? Hàng Quảng Châu. Ôi thề luôn, như giá năm ngoái 700 mấy 800 nghìn luôn các chị ạ. Nó rét sun cu. Năm nay chỉ vì sẽ rét muộn cho nên các chị mua cái gì cũng được giá tốt. Đặc biệt là đồ đông. Được chưa ạ? Đấy các chị nhá. Bộ thể thao mẫu đang mặc trên người các chị comment là bộ này là gì nhở? Đỉnh 2 ạ. Đỉnh 2 550, hàng này hàng chất lượng nhà em mà các chị không phải lo gì. Đỉnh 2 ạ, size em chốt đơn từ 45-80 cân. Đấy 45-80 cân. Em này em không mặc vừa mà còn đẹp này. Lấy cho chị một mẫu bộ cổ tròn đi em nhá. Đúng rồi, đấy. Tặng một kèm số điện thoại như chị Ngô Diễm là chị có. Chị nào hoan hỉ nhá. Chị nào hoan hỉ mình kèm cái cân nặng cho em với này các chị ơi. 48 cân trở lên và đến khoảng tầm bao nhiêu nhở? 48 đến 59 cân. 60 cân đi. 60 cân quay đầu. Đến 60 cân quay lại đi các chị, mình mua hàng tặng mình nhớ cái kèm cho em cái cân nặng với kèm với mã hàng. Để trong trường hợp là nhà em nhìn thấy cái cân nặng của chị vừa thì các bạn sẽ gọi. Còn nếu mà trong trường hợp là cái cân nặng của chị các bạn đáo qua mà nhìn không vừa thì các bạn không phải gọi nữa. Cho đỡ mất thời gian cả hai bên. Được chưa ạ? Mình hoan hỉ giúp em Lan là gì nhỉ? Tặng một ạ. Tặng một. Kèm cân nặng kèm số điện thoại em nhận đơn. Tặng một. Phao đẹp lắm các chị ơi, khóa này 250, một màu đen. Đẹp dã man mà ấm với cả nhẹ lắm. Nhẹ bừng bâng như này. Nhìn này, được không ạ? Nó vip dã man luôn. Tặng 1. Ui nhẹ thật. Các chị ơi tặng 1. Nào tiếp tục lên tặng 2 em ơi. Xả hết thì những con này là nó bị còn ít lắm các chị ơi. Được không ạ? Tặng 2 phải không? Nhìn tụi em này, hàng Quảng Châu nhá. Chị nào săn được thì thích này. Cứ bình tĩnh nghỉ ngơi cho tớ tặng tí đã. Nghỉ ngơi sôi nước đi. Ui đẹp không các chị ơi, được chưa? 199.
Tặng 2, em kia vừa lấy là 250.000. Em này là tặng tặng 2 đúng không? Tặng 2 phải không? Các em cân nặng đi, chị nào có cân nặng nhé em mới chốt đơn. Con đấy là 250 tặng 1. Mã này cho em là tặng 2 cũng hàng Quảng Châu. Em tặng luôn 199.000 màu đỏ này. Em ơi có size gì đây? Đây à, chị đang mặc rồi à? Còn ở đâu nữa không? Soạn hết chưa? Nhìn size thôi em. Ok. 60 cân đổ lại chốt màu đen. Được chưa các chị ơi? Màu đỏ với cả màu đen, chị nào nhớ là mua hàng tặng thì mình phải kèm cân nặng nhá. Không kèm cân nặng nó mất thời gian của nhà em ấy các chị ạ. Cả thời gian của các chị luôn ấy, size 1X này, size 2XL thôi. Thế nào Quảng Châu và mã này thì nó sẽ không có kiểu SML như Việt Nam. Đấy, em này màu đỏ đô. Mũ tháo rồi. Em có màu. Ừ. Đen là chốt từ 47 cân trở lên. 47 cân trở lên là vừa size được 1XL, được chưa? Hàng Quảng Châu form nó lại không giống hàng Việt Nam, nhà em khác tư vấn cho các chị mình size vừa. 60-61 cân đổ lại là mình mua màu đen. Còn màu đỏ thì sẽ không có size vừa của tặng 2. Em tặng luôn các chị 199 luôn cho hết hàng. Thôi tặng sớm đi cho nó hết hàng, cho qua nhà không chết thôi các chị. Em thật đấy, nó bị còn nhiều quá các chị ơi. Thôi bây giờ bán hàng tặng đi em, đừng có bán nhiều cái hàng kia nữa, đau đầu cho nó hết hàng đi. Được chưa? Nhìn em phát này. Em tặng riêng giá hàng tặng nhà em, các chị nào săn được rất là thích. Bởi vì là hàng em đã bán số lượng quá nhiều rồi, nó còn lẻ size, nó còn ít thì em tặng các chị giá tốt. Nó chỉ có một cái với cả hai cái thôi. Chị nào mình được thì mình hoan hỉ giúp em nhá. Đỏ của nó sẽ là đỏ đậm đậm này. Phao trần hết như này mà rất là nhẹ luôn ạ. 199.000. Để lại cho em là xin cái cân nặng và mình lên số điện thoại đi. Mã hàng lên đâu là tặng? Tặng 2 các chị đẹp của em ơi. Tặng 2 kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị đi. Đấy, tặng 2 kèm số điện thoại. Form đẹp, chất đẹp luôn, khách hàng không phải lo gì. Nhìn cách xử lý mã hàng sale, hàng cắt mã. Thế cho nó nhanh. Nghe thôi. Đây các chị ơi nhìn của em nhá. Nó rất là nhẹ này. Túi của nó sẽ là túi hai bên rất là sâu. Và nó sẽ có kiểu như là túi chìm ở bên trong đây này. Được chưa ạ? Nhẹ như này. Và giá này thì em nói luôn là chị nào thiện chí cũng mua nhá. Bởi vì em đã sale quá một nửa tiền nhá các chị ạ. Quá một nửa tiền rồi. Đấy. Giá của em bình thường những cái hàng như em đang bán các chị giá rất là tốt rồi. Bây giờ nó là dưới cả giá gốc rồi. Các chị mình yên tâm luôn. Mã này là tặng 2 đúng không? Chị nào được thì hoan hỉ giúp em nhá. Gọn đẹp nhỉ. Con này bây giờ nếu có số lượng hàng vài trăm con em vẫn cứ bán bình thường. Các chị ạ, vẫn cứ 450-500 em vẫn bán bình thường hàng Quảng Châu. Mà bây giờ ạ, hàng Quảng Châu nó rất là hiếm. Mà em đang bán giá cho các chị mình quá tốt. Được không ạ? Mình lên đơn hàng cho em Lan. Mặc size gì nhà em khác tư vấn theo size chứ các chị đừng đòi lấy là chị phải mặc size M, chị phải lấy size L là không có đâu. Không có đứa nào nhà. Ui, em ơi, ở đâu đấy? Còn không? Nhiều không? Cái này này. Mang đây rồi đi, em phân mã rồi đi. Phân mã rồi đúng không? Hết mã luôn các chị ơi, vừa mã nào lên tặng 3 đi. Còn size gì nhà em khác tư vấn size. Được chưa ạ? Đẹp như thế này. Cái này các chị có thể mặc đẹp, con các chị cũng có thể mặc xinh luôn. Đẹp không ạ? Mũ tháo rời hết nhá. Màu đen này. Có lờ. Màu xanh này, các chị mình ơi, mã lên đơn là tặng màu. Màu đen với cả màu xanh. Đen với xanh. Khách hàng lên đơn là tặng 3 đúng không? Tặng 3 đi, em kèm hàng sale em bán cho nó đỡ. Em nói thật à, em nguyên hàng lẻ em chết ấy các chị ạ. Cuối năm lãi được một đống hàng lẻ sai là em chết luôn ấy. Đấy, hàng có thể hàng cái số lượng nhiều còn nó đỡ đau đầu, mà cái số lượng hàng nó còn ít nhiều mã quá nó chết dở luôn ấy. Buôn này này chị ơi, 150 nhá. Trời ơi, giá nào em bán được thật sự luôn, giá nào em cũng bán được. Mà đây là tiền lãi của em đấy ạ, đúng không? Nếu các chị hiểu là nếu cùng buôn bán các chị sẽ hiểu là thôi thì em bán đủ gốc rồi, những con này có thể em lỗ một tí cũng không sao cả. Nhưng em vẫn có lãi, là lãi được hai con áo đấy. Đúng không? Buôn 100 con áo lại tồn lại hai con thì lãi được hai cái. Lãi được 300.000 cũng vẫn cứ ok một mã hàng. Lấy là sướng rồi, không lỗ chổng lờ lên là được rồi. Buôn một lỗ chổng lờ lên là chết luôn đấy các chị ơi. Đấy, các chị lên mã cho em là tặng 3 đúng không? Tặng 3 đen. Có đâu nữa không em? Phao túi hộp 150. Tặng 3 đen. Tặng 3 đen và mình lên số điện thoại phao túi hộp, không phải lo gì. Hoặc là tặng 3 xanh. Nếu các chị size 40 cân đến khoảng tầm 54 cân là đẹp. 40-54 cân. Xanh này của nó xanh đậm, cực kỳ dễ mặc, lông mũ của em tháo rồi. 150.000. Khách hàng nhớ cố gắng comment cho em Lan xin cái cân nặng vào kèm vào mã hàng ạ. Các chị nhá. Tặng 3 các chị. Tặng 3. Các chị ơi nó đẹp quá các chị ơi. Tặng 3 kèm số điện thoại của em. Ôi đẹp thật sự, mà rẻ quá nhỉ. Thôi không sao. Tặng vẫn sướng. Lãi mà. Vẫn còn lãi các chị ạ. Lãi được 300.000. Vẫn lãi 300.000 đúng không? Không phải lo gì đâu. Các chị ơi. Ấm lắm mà nó nhẹ. Với cả đẹp ấy. Đẹp thật sự luôn mà. Chị ơi 150.
quan trọng là ấm lắm. Ấm mà xinh như này, tội gì đúng không ạ? 150.000 xanh, 40 cân đến 53-54 đúng không? 40-54 cân là em nhận đơn các chị luôn. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại giúp em là tặng 40-54-53 cân. Tặng 3, em ơi cho chị cái bảng giá đi. 40-54 cân nhá. 40-54 cân là em nhận đơn. Được không ạ? Màu xanh. Đẹp lắm. Được chưa? 40-54 cân 150.000. Phải hết cho nó bớt và ván hàng sale không chết em ạ. Thôi nhá, quyết tâm sale nhá. Cho nó bát bớt. Bạn soạn cùng đi. Các chị ơi, em ơi, cái này có nguyên xe to à? Em lấy xe bé hơn chị. Em đưa chị tận 3 luôn. Các chị ơi, màu vàng. Em bảo này, cái này là em tặng luôn nhá. Được chưa? 100.000. 100.000 đồng là chưa được à, gì ạ? Chưa mua được một cân thịt. Các chị ơi, mua cái áo này. Màu vàng. Không phải tin đâu. Con này là có size 2 với cả size 3. Có mỗi màu vàng thôi phải không? Vâng. Con này lúc trước có sữa này, trắng này và đỏ. Bây giờ em đang có size 2 với cả size 3. Tương đương với size 2 là như em đang mặc đây này. Em chỉ có mỗi màu vàng đậm này thôi. Các chị ơi, đẹp không ạ? Cho em Lan xin lượt chia sẻ like, nó đỡ bị ẩn comment nhá các chị nhá. Được không ạ? Người đẹp mặc gì cũng đẹp, em cảm ơn chị luôn. Chị ơi, túi của nó sẽ là có khóa chìm vào bên trong. Em tặng luôn các chị 100. Em này thì phải chốt đơn size 2 này, phải tầm 56 cân trở lên mới đẹp. 56 cân trở lên và size 3 của em là chốt đến khoảng 63 cân. 63-64 đi. 63-64 cân là em nhận đơn các chị luôn nhá. 63-64 cân em tặng các chị 100.000. Lấy nguyên màu vàng. Chị ơi, mũ của em tháo rồi nếu mình thích. Củ trụ này. Đấy, phao này gọi là gì à? Ui đẹp quá. Đây em mặc là đang bị size to, size tận 2XL. Đây nó đang bị rộng. Đấy, chị nào lấy áo này mình comment mã hàng là Tặng 4 và mình lên số điện thoại cho em xin cái cân nặng vào mã hàng luôn. Tặng 4 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Em tặng các chị 100. Nhớ là chị nào thiện chí thì mình mới mua nhá. Bởi vì hàng này em đã tặng giá này là em không thể hoàn hàng về được nữa đâu. Đấy, em không thể hàng hoàn về. Thay vì em không bắt các chị cọc tiền thì em đã là có tâm rồi. Em vẫn cho các chị mình nhận hàng, mình đồng kiểm này. Sai số nhà em vẫn tư vấn cho các chị mà vừa em mới chốt đơn, chứ không phải em chốt xô. Đấy, nhưng mà chị nào thiện chí thì mình đặt cho em. Đấy, giá này quá tốt rồi, 100.000. Khách hàng lên đơn mã hàng là tặng. Tặng 4, chị ơi. Size 2 với cả size 3 thôi, nó đánh như thế thôi ạ. Em đang mặc size 2 đây này. Đẹp không? Em đang mặc size rộng. 56-64. 56-64 cân là em nhận đôi các chị. Ủa, dã man. Tặng mấy? Tặng 4. Tặng 4 mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Tặng 4 cho tớ một mã phao nữa còn không? Cái con đỏ ở trên bạn để đấy. Con này mấy con em? Còn đấy à? Ui ôi, đỏ đô hàng Quảng Châu. Con này mấy con? 3 con, 4 con à? Xả sớm về quê mới thấy u thôi các chị ạ. Nhìn mà em phát. Giá này là em bán là không thể hoàn hàng về đâu nhá các chị nhá. Giá này em đang bán là không thể hoàn hàng về đâu. Nhớ là mình kèm cân nặng với cả kèm số điện thoại cho em với này. Mã các chị lên đơn bộ là phao này cho em là tặng 4 ạ. Tặng 4. Tặng 5 rồi chứ? Tặng 5. Tặng 5 đỏ đô, chỉ có một màu đỏ duy nhất thôi. Và siêu nhẹ với cả siêu ấm hàng tàu. Được chưa? Em ơi, chị đang mặc là size 3. Đây là 4 ạ. 4 với mấy? 34 đúng không? Ui các chị ơi. Em nói thật, các chị với cả các cô mà không lấy những cái dáng áo này thì không biết là các chị lấy gì. Hàng tàu. Size 3 và size 4 thì tương đương với tầm khoảng 68 cân đấy các chị ạ. Mẫu này phải mặc đẹp thì phải từ 60-68 cân. 68 cân. Nhẹ như không mặc cái gì ở trên người. Và khóa túi của em là khóa chìm. Được không ạ? Hàng Quảng Châu nhá. Mẫu này em chỉ còn 2-3 con thôi. 2 con hoặc là 3 con. Mã lên đôi là tặng 5 đúng không? Tặng 5 và lên số chị vừa báo. Các khách bao tiền? 199.000. Mã 200.000 đi cho nó tròn đi. Nhá, không 1.000 có lúc em xin các chị trả cho em ấy. Đến lúc tính tròn tiền các chị bắt giả lại 1.000 em đau đầu. 200.000 đồng. Đau đầu, mệt đầu lắm. Nhẹ bâng bâng luôn ấy. Hàng Quảng Châu đẹp. Các chị ơi, em thật là tha thiết mời các chị những mã hàng sale. Khách hàng lên đơn giúp em là tặng 5. Tặng 5. Tặng 5 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Tặng 5 19, à, tặng 5 200.000. Tặng 5 cộng số điện thoại kèm cân nặng giúp em đi ạ. Chị nào nằm trong khoảng cân nặng từ 60 đến 67-68 cân đúng không? Chị vừa bán 68 cân đúng không em?
68 cân là em nhận đơn lên tặng 5. Tặng 5 cách số điện thoại đỏ đô phao. Xả bớt đi, nhẹ bùi. Cái áo này. Ui nhẹ quá. Đúng rồi, mặc đấy lên luôn. Các chị ơi này đẹp không? Vui vẻ, sạch hàng, hết hàng luôn, vui. Vui vẻ luôn, hết hàng. Thầy ui này. Các chị ơi, lên mã này là tặng 6 đúng không em? Tặng 6 mình cứ để lại cái mã hàng và cái cân nặng đi. Nhân viên nhà em các gọi điện để tư vấn size. Chứ bây giờ em không thể đứng đây đứng mẫu là chị mặc size gì được đâu các chị nhá. Đấy, bởi vì là các bạn phải tư vấn cho nó sát sao hơn. Mũ này của em đang là mũ tháo rồi này, các chị ơi, phao này. Ui, ngày 4 mấy, 5 mấy bán bình thường luôn các chị ạ, nhẹ lắm. Đẹp không ạ? Nó vẫn như cái mã phao vừa nãy nhưng mà con này nó sẽ là nhẹ và bóng. Con em vừa nãy nó sẽ phao kiểu phao thô hơn. Còn phao này nó sẽ nhẹ và bóng hơn. Đẹp quá, mã này là tặng mấy? Tặng 6. Có màu xanh với màu gì? Có màu đen. Mỗi màu đen á? Đâu? Con đấy. Hai con màu đen thôi. Sai đấy, sai đấy. Hello. Có mỗi L thôi các chị ơi, em có mỗi L, em có hai cái L. Em có hai cái L em tặng cho chị nào? Cân nặng từ 40 đến 53 cân để chốt cái L của em. Hôm trước có chị bảo em ơi chị nhiều L lắm rồi chị không mua nữa. Chị nhiều L lắm rồi. Chị nhiều L thì em có hai cái L em cũng tặng luôn, là nhiều lúc em có một cái L em còn tặng ấy chị ạ. Đấy, áo đái đang mặc bên trong là 195.000. Áo đá bên trong là 195.000. Mình lên mã hàng cho em Lan ạ, không sướng không phải mặc. Phao này em tặng các chị bao tiền mặc con phao lúc nãy, phao đầu tiên ngắn ngắn là mã tặng mấy đấy? 150.000 à? 150.000 luôn đi. 150.000, phao của nó là phao túi hộp nhá. Này bán banh nóc nhà. Bán gọi là gì ạ? Banh nóc luôn các chị mình ơi. Mình lên mã hàng và mình lên số điện thoại cho em là tặng là 6. Tặng 6. Tặng 6 chị ơi, 50 cân thì quá đẹp. Phao túi hộp mà em nói thật, nhận hàng mình cứ đồng kiểm thoải mái. Chị nào mà bom hàng của em thì em xác định luôn là chẳng bao giờ gặp lại luôn ấy, thật sự hàng sale để cái giá quá vậy? Tốt cho các chị nào không phải bo, không phải là quay hàng về nữa đâu các chị ạ. À, nó nhẹ nó đẹp lắm, có mỗi hai cái L thôi các chị ạ. À, em có hai cái L em tặng nhẹ nhỉ. Em có hai cái L nhẹ. Chị nào muốn luôn L nặng thì chờ tí nữa, còn L này L của em hơi nhẹ nhá các chị ơi. Các chị ơi lên đơn ạ. À, mình lên số điện thoại là tặng ui tặng 6, ui tặng 7 này. Chị nào ạ? Đây này. Nhìn nó em phát con này có màu xanh. Cái viền này cái này của nó là lắp lông. Trời, không phải bóc lông đâu bạn ơi, đừng làm thì nó rối hết lông của tớ. Không, giờ... Bạn cứ để im lông đấy cho tớ. Đây các chị ơi, nhìn nhá, cái lông của em rồi này. Hàng Quảng Châu xịn. Đúng không? Hàng này lúc trước em bán 550 đúng không? Lông của em là lông gì ạ? Màu kiểu sữa sữa pha với xanh, giống cái viền áo này. Lắp lên về các chị tự cài lông cho em cái nhá. Còn chị nào không cài được lông thì thôi không phải mua nữa. Trong này nó có móc hết cài cho các chị rồi. Đây, úp đây. Đấy, chị nào không lắp được lông thì thôi. Ui, đẹp quá, size gì đây nhở? Hàng Quảng Châu nhá, 1 đúng không? 1XL 200.000. Mình nghĩ làm gì, giờ này giá nào cũng được. Giờ này 1, 2 con với 5, 7 con không phải đắn đo. Nếu nhiều thì phải đắn đo, chứ ít không phải đắn đo. Giá nào cũng ok luôn. Đấy mà các chị giá em 100.000 nó vẫn, em còn bán em quý chị em bán luôn. Các chị ơi lên mã này cho em Lan phao này. Lên mã là tặng mấy nhở? 7. Tặng 7 đi khách hàng ơi. Tặng 7 size 1X hàng Quảng Châu. Tặng 7 em đang mặc trên người em là đang 53 cân. Đấy 53 cân này em đang mặc size 1X vừa. Tương đương với các chị mình tầm 53 cân đến tầm khoảng 50 gì ạ? 58 cân cho nó an toàn, không phải cố quá đâu bởi vì là 58, 59 cân gì đấy. 57, 58, 59 cân. Đổ lại đúng không? Tùy chiều cao, vì size 1X. Đấy, được không ạ? 59 cân đổ lại. 53 đến 59 cân các chị comment mã hàng là tặng mấy em? Tặng 7. Tặng 7. Tặng 7 và mình lên số điện thoại. Size cho các chị là tầm 53 đến 59 cân là em nhận đơn đi. Được không ạ? 53, 59 cân là chốt đơn cho em nhé. 200.000 mua quá rẻ. 200.000 gà phao. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại, lên đơn là tặng tặng 7. Tặng 7. Các chị ạ, một màu xanh. Mũ này của em là mũ tháo rời được các chị này. Cài lông cũng tháo rời. Lông tháo rời và mũ tháo rời được. Lông kèm theo như này. Khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại rồi là tặng 7. Tặng 7 kèm số điện thoại 200.000. Tặng 7. Ơ, vừa nãy là lẻ. À không, tặng 7. Chị ơi, hàng Quảng Châu nhá. Siêu thích luôn, không phải lo gì. Cái gì ở đâu đấy? Còn không?
Ờ. Thôi. Để đấy cho chị như nào đi. Ờ, cái gì lẻ nữa không? Soạn đi nhá, xong chị bán tí đã nhá. Này, cảm giác mấy hôm nay em gầy hơn đấy các chị ạ. Đây này. Mấy hôm nay em bớt thịt hơn đây này. Dùng kẹo giảm cân á, à em uống viên nhậm. Em là đang uống viên nhậm nhá. Đang quyết tâm là giảm cân bởi vì em nhìn lại những cái ảnh mà năm ngoái em gầy, em xinh hơn. Cái mặt thì không xinh lắm nhưng mà thực ra là cái người đẹp. Năm nay em bị tăng cân mất một ít thì thành ra kiểu sống không có trách nhiệm bản thân mất một thời gian. Bây giờ em phải lấy lại luôn ấy. Các chị uống dùng cái kẹo giảm cân bên nhà em cũng được. Hoặc các chị dùng cái dạng viên nhậu, nó cũng là hàng của Solai. Đấy, hàng của Solai này. Nó là hàng của Việt Nam nhá. Nó có dạng viên nhậu này và nó có dạng viên kẹo. Nếu các chị nào muốn giảm cân này, giảm mỡ thì các chị dùng dòng này cho em. Thật sự các chị là nó có hỗ trợ cho các chị mình giảm cân, giảm ham muốn thèm ăn, đánh lỏng mỡ và đào thải mỡ qua đường nước tiểu. Thứ nhất là an toàn đã. Được không ạ? Hàng này của nó thì gọi là quá chuẩn rồi. Các chị nhận hàng check mã được và tham khảo thêm mạng. Đấy các chị ạ, công dụng của nó. Đấy, thành phần của nó sẽ là thảo dược, nấm linh chi này, trà xanh này, khổ qua này, chè vàng này, sâm đất này, rong nho. Được chưa? Toàn thành phần thảo dược thôi. Hỗ trợ giảm cân, đào thải mỡ qua đường nước tiểu. Cho các chị sẽ ăn cái kẹo này sẽ không cảm giác như các chị bị đói, không bị mệt, không bị mất nước nhá. Cái này nó đào thải là đào thải mỡ chứ không phải là giọng mất nước. Nếu mà dẫn mất nước các chị xuống 1-2 cân là các chị da nhăn nheo luôn. Nhưng mà các chị nhìn thấy em thì xuống cân này. Mấy hôm nay nếu các chị theo dõi là các chị sẽ thấy em gầy hơn một ít rồi đấy ạ. Đây này, người em đang gọn hơn rất là nhiều rồi. Một tuần thôi, uống viên nhộng cho em. Em thì lúc trước thì nó có viên kẹo này thì em ăn viên kẹo. Nhưng bây giờ em ngại nhai kẹo lắm, ngại nhậm kẹo lắm. Đấy, em uống viên nhộng cho nó nhanh. Được không ạ? Nếu mà viên kẹo thì sẽ sáng, mỗi sáng các chị ăn cho em một viên kẹo. Đấy, một viên kẹo này. Hoặc là các chị ăn hai viên kẹo. Lần sau ấy thì chuyển cái máy này xuống để các bạn ấy trực điện thoại dưới kia nhá. Không mang máy theo người được. Sim thì số của mình thì không ấy nữa. Bảo nhân viên nó nghe hộ là được. Đây các chị này, kẹo này của nó nhá. Nếu các chị ăn thì mỗi sáng các chị ăn một viên cho em. Và sau bữa ăn sáng tầm 30 phút. Còn nếu mà chị nào mà uống viên nhộng thì cũng như vậy, mỗi sáng cho em hai viên nhộng và hai viên đời tốc. Nhộng này của nó 550. Có cái kẹo này thì ra là nó cũng ngọt, nhưng mà nếu mà chị nào mà ăn kiểu như là lười nhai kẹo ấy, nó sẽ cứng cứng. Nó cũng ngọt nhưng mà nó kiểu ngọt ngọt hơi hơi kiểu là nó đắng đắng ấy. Nghĩa nó như kiểu là cái dạng như là kiểu như là chè xanh ấy các chị, nó vẫn kiểu ngọt ngọt đắng đắng. Thì các chị ngại nhai thì các chị có thể uống viên nhộng thì rất là nhanh. Các chị nhá, rất là nhanh. Đấy, bây giờ thì nó đang được hỗ trợ thêm cái detox này. Cái detox này mỗi một viên nhộng, cái hộp nhộng các chị cũng được tặng thêm hai viên detox. À hơi hai hộp detox. Đấy, hai hộp detox này thì mỗi một sáng sẽ uống hai viên detox. Hai viên trong này này. Đấy, và viên kẹo thì cũng được tặng thêm. Nếu các chị nhai kẹo thì các chị uống thêm hai viên detox này cho em. Đấy, hai viên detox hoặc các chị uống viên nhộng cũng như vậy nhá. Đây này các chị này. Đẹp quá luôn các chị ơi, gọi là giảm cân nhanh. Mỡ của em đây này, mấy hôm nay nếu mà em tập lắc lư một tí nữa là ok, bởi vì là mỡ nó sẽ săn chắc hơn, da của mình nó sẽ săn chắc hơn ấy. Còn kiểu như em đang bận quá, gọi là mỗi sáng em chỉ lắc lư một tí tí thôi để cho gọi là gì nhỉ, xương cốt mình nó dẻo dai hơn ấy. Còn để mà tập luyện theo như kiểu các chị ấy, mà nếu mà tập luyện được như kiểu các chị đi đánh bóng chuyền hoặc thể thao ấy, các chị vận động được thì cực kỳ nhanh và cực kỳ đẹp. Nhưng em không có tí thời gian nào tập. Em thèm các chị, thậm chí là em mong có một tí thời gian để em nghỉ ngơi thôi. Đấy, chứ em không có thời gian đi tập luyện như các chị mà tối đến là đi đánh bóng, mà đi nhảy aerobic, nhảy nọ nhảy kia. Em làm cả ngày lẫn đêm. Các chị biết là như bạn mẫu nhà em ấy, bạn đến nhà em khoảng tầm 3-4 ngày nay, bạn gần như không nhìn thấy em ăn cơm bao giờ. Bạn ấy thắc mắc là bảo là không thấy ăn cơm, tại làm sao em không đói? Bởi vì là có cái kẹo hỗ trợ. Các chị ăn cái này vào thì nó sẽ không bị đói đâu. Nghĩa là bình thường các chị có thể ăn một ngày 2 bát cơm. Được chưa? 2 hoặc 3 bát cơm các chị vẫn cảm thấy đói. Đấy, nhưng mà nếu mà một ngày các chị mình ăn kẹo ấy, uống viên này này, thì các chị không cảm thấy đói và cũng không cảm thấy mệt. Được chưa? Không cảm thấy đói với cả không cảm thấy mệt nhá. Cái công dụng của cái detox này này các chị này. Thanh nhiệt này, đẹp da này, tăng sức đề kháng này, cải thiện vấn đề tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng cho người ăn kiêng, cung cấp chất xơ cho cơ thể, thải độc. Được chưa? Cho nên là thanh lọc cơ thể. Đây là viên công dụng của detox. Detox này thì mới được tặng thêm thôi, chứ còn lúc trước là nguyên có viên kẹo. Các chị có cái detox này thì nó càng da các chị càng đẹp hơn.
em thậm chí nhá, em cứ bảo là bình thường ấy, nếu em không giảm cân thì em thấy cái da của em nó còn khô hơn. Nhưng mà đợt này em giảm cân thì thật sự là em thấy da của em lúc nào nó cũng kiểu cảm mướt. Nó rất là mướt ấy, kiểu như là mình được uống nước này, mình được cung cấp thêm cái chất xơ ấy. Đấy, của viên detox này. Đấy, da đẹp hơn. Thật sự vài hôm nữa các chị nhìn thấy người em gọn hơn rất là nhiều luôn. Đây này, bụng này chắc là một gọi là tuần nữa thôi. Và thấy đẹp hơn rất là nhiều thôi. Đây, mỗi tội mỡ nó đang còn kiểu lùng bùng quá là vì người mình chưa chắc, mình chưa tập được. Đấy các chị nhá, 500. Nó rất là an toàn, nếu nó không an toàn thì dòng kẹo giảm cân em sẽ không bán đâu. Nó khách hàng yên tâm giúp em dùng cái gì em gọi là em mời các chị cái đấy. Người em thì nó như kiểu là em ơi, cái áo là cái lông này nó của cái mũ. À của cái áo bỏ ra không quên. Quên lông. Người em gọi là nếu mà ăn đều một ngày thì lên một cân. Còn nếu mà có thể nhịn một ngày có thể xuống được nửa cân luôn. Đấy rất là dễ. Rất là dễ, nhưng mỗi tội là nếu bình thường nhịn đói lắm các chị ơi, không chịu nổi, nhìn cái gì cũng thèm. Mà cái cảnh đói thì các chị biết là nó rất là khó chịu. Cảm giác nó mệt này. Nó cứ nhìn thấy cái gì cũng thèm ăn. Nhưng mà riêng ăn những cái này xong không cảm thấy thèm ăn cái gì nữa. Đấy rất là thích luôn. Chỉ có ăn hoa quả mình uống nước thêm thôi. Các chị nhá. Rất là thích luôn, không mệt mỏi gì cả. Uống bao lâu thì dừng chị ơi, có thể dùng thường xuyên. Đấy mỗi một hộp này thì tương đương với 15 ngày. Được chưa ạ? Một liệu trình của nó tối đa như này nhá các chị ơi. Một liệu trình của nó sẽ là tối đa như này này. Trong cái hộp kẹo này nó 500 thì nó sẽ là 15 viên. Đấy, bây giờ em chia sẻ, em sẽ giới thiệu luôn như này. Thì khi các chị nhân viên thì em gọi chốt đơn không phải tư vấn nhiều này. Nghĩa là nếu chị nào cơ địa khó giảm, mình ăn một viên mà hôm nay mà buổi sáng mà mình vẫn cảm thấy cái ngày hôm đấy mình vẫn cảm thấy đói, thì hôm sau các chị tăng lên 2 viên cho em. Được chưa? Tăng lên từ 1 đến 2 viên trong một ngày. Thì có nghĩa là nếu hôm nay mình ăn một viên thì vẫn đói thì mai mình tăng lên 2 viên. Được chưa? Còn đấy, còn nếu mà các chị nào mà bình thường mà ăn một viên mà không cảm thấy đói thì mình chỉ ăn một viên thôi. Đấy được không ạ? Một hộp như này nó sẽ 15 viên. 15 viên ăn trong 15 ngày. Các chị giảm từ 2 đến 3 cân trong 15 ngày luôn. Rất là dễ. Rất là dễ. Đấy các chị nhá. Còn viên nhộng này của nó sẽ là 15 viên này. À không. Mỗi 30 viên. Viên nhộng của nó sẽ là 30 viên ăn trong 15 ngày. Uống trong 15 ngày thì mỗi sáng 2 viên. Viên nhộng là 30 viên. Đấy các chị nhá. Viên nhộng là 550. Một liệu trình của nó sẽ tối đa là các chị cần giảm nhiều, các chị uống cho em trong 1 tháng, ăn cho em trong 1 tháng. Còn xong các chị có thể vẫn muốn giảm tiếp thì mình có thể nghỉ khoảng tầm 1 tháng sau mình lại dùng tiếp được. Hoặc là mình dùng cách nhật ra cho em. Các chị khi các chị dùng đủ một liệu trình trong 1 tháng rồi ấy ạ, thì các chị dùng cách nhật ra. Từ một cái hộp tiếp theo các chị dùng có thể 5 ngày các chị dùng một lần. Hoặc là 7 ngày các chị dùng để giữ cân đi ạ. Hoặc là mình giảm từ từ thì mình lại dùng thường xuyên rất là cũng vẫn là được luôn, không phải ảnh hưởng gì. Đấy chứ không phải là gì ạ? Bởi vì là cái dòng này nó có thể can thiệp cho những chị mà giữ cân tốt. Các chị rất là cần giữ cân. Có nghĩa là vì khi mà các chị đạt được cái mức 50 cân thì các chị muốn dừng lại thì có thể là một tuần các chị ăn một viên để giữ cân. Đấy, giữ cân thì là ok, vẫn dùng đều được nhé chị nhá. Nó an toàn cực kỳ luôn đấy các chị ạ, không phải lo gì đâu. Giảm cân giữ cân rất là tốt luôn. Mấy hôm nay em cảm thấy em nhẹ nhàng hơn. Hôm qua nhận được đồ bên em rồi, hơn 4 triệu. Đồ ưng lắm chị Lan ơi, em cảm ơn chị luôn ạ. Chị Hồng Nguyễn ơi, lấy cái gì đấy chị? Lên chân váy em ơi ạ, ok chị luôn à. Áo đá 116 à. Lên áo đá đẹp đi em ơi ạ, ok chị nhá. Mình lên mã hàng và mình lên số điện thoại cho em nè. Lên tiếp một mã, chị nào lấy kẹo giảm cân thì mình comment là kẹo giảm cân kèm số điện thoại giúp em đi. Đấy, bạn ơi cho tớ xin một mã bộ ra đây nè. Bộ nè, lên mã bộ này đi. Cái con đá này của nhà mình còn đó. Bộ mẫu của bạn mẫu đang mặc, các chị comment là bộ mã gì nhỉ? 936. Và em đang mặc là bộ có giữ Gucci các chị nhá. Bộ 936 ạ. Bộ mã 936, chất liệu là vải ôm mì. Này che tay. Này phải để ý những cái quyền logo theo. Quét mã. Ấy các chị ơi, nhìn hộ em nhá. Mã này các chị comment là bộ thể thao này. Nhìn nhanh giúp em bởi vì mẫu này em sẽ qua mã nhanh. Chất liệu của nó là dòng Umi Hàn. Nó đanh chất này, rất là đẹp luôn. Được không ạ? Mà giá em bao tốt cho khách hàng luôn. 300 mấy em? 370. 370. Logo của nó thêu hết viền áo, viền quần giúp em này. Được chưa ạ? Viền áo, viền quần. Cạp của nó đây ạ, quá là đẹp luôn. Chất liệu Umi Hàn, mình nhận hàng mình đồng kiểm giúp em, quần không bo. Em này có đến 3XL không? Có ạ. 3XL. Các chị lên đơn cho em là bộ 936 các chị nhá. 80 chất cân. Umi ạ. 80 cân đổ lại là em nhận được các chị. Đấy, chất u mì và logo thêu. Mình comment mã hàng là bộ mã 936 chị ơi. 370 à? 370 size 80 cân. Không phải lo gì.
mặc nó sẽ bo gấu nhẹ nhẹ như này cho các chị gọi là nẹp gấu thôi, đúng không ạ? Vừa thoải mái vừa gọn form, bao dễ chịu cho các chị mặc đẹp, thoải mái đấy, rất là thoải mái luôn. Mình mặc nhà hay các chị mặc gọi là rất là sang và đẹp, gọn gàng, giá tốt rồi đúng không? 370. Ui đẹp quá luôn. Bộ 936 các chị nhá, chất u mì Hàn ạ. Bộ 936 thể thao nhá các chị nhá, đẹp chưa? Đẹp lắm luôn các chị ơi. Các chị nội trợ các chị mặc ở nhà đứng lên ngồi xuống, các chị ở nhà sinh hoạt rất là thoải mái nhá các chị nhá. Quần không bao giờ lo bay đâu các chị ạ. Cái chất liệu Hàn, u mì Hàn của em quần không bay, không bay vải gì hết. Này cảm giác cái tay của chị cũng gọn hơn này, đúng không? Đang sắp đẹp rồi đấy, đang sinh dần rồi đấy, chúng mày đừng chê. Mặt xinh lắm, không biết kiểu gì nhưng mặt cũng xinh lắm. Dạ. Yeah. Cảm giác là nó không bị hốc hác đâu. Em xuống cân nhưng mà em ít nhất em phải xuống được tầm 2 cân, hơn 2 cân rồi ấy. Hơn 2 cân rồi mà chưa thấy mặt hốc hác đi. Cũng gầy đấy. Có nghĩa là gầy gầy cả mặt đấy, đấy. Nhưng mà cảm giác không phải đâu. Là đợt này em đang làm nhà. Em đang làm nhà đâm ra là gì ạ? Làm nhà cho chồng em lấy vợ thêm. Đấy, nhưng mà là gì, em cũng đang lo, rất là lo đấy. Đấy, lo tiền, lo hàng, lo nhà, lo cửa. Đánh ra em cũng bị mất ngủ. Là cái mặt của em nó sọp hơn một tí, nhưng mà cái da của em vẫn là đẹp. Thế luôn là chồng em bảo đây này, cứ nhắm mắt vào ngủ đi. Nghĩa là lo làm gì, chồng em bảo vậy. Nhưng mà thật sự là rất là lo là gì ạ, hàng hóa Tết nhất rồi các chị ơi. Đấy, trong nhà cửa nó. Thành ra là đợt này gầy, gầy hơn. Nhưng mà gầy như này cho xinh, chắc phải gần lên tầm 2 cân nữa. Ta giảm mặt mà giảm cân không an toàn là mặt hốc hác, nước mà khô ấy, da khô, da nhăn nheo vào, ghê lắm. Đây không thấy nhăn tí nào. Đây bạn này bạn đến đây mấy ngày bạn bảo là em là không thấy ăn cơm. Một tuần mới ăn cơm một lần nha các chị ạ. Thật em thấy ăn cơm đúng một lần. Không biết sống kiểu gì. Cứ sống vậy thôi. Đấy một ngày em chỉ ăn 20.000 thôi, buổi sáng là mua 20.000 bún nhờ. Về cho đúng chia cho bạn nhân viên nhà em, là bạn nhân viên ở dưới nhà cơ, bạn máy tính ấy. Là bạn đấy, bạn ấy sẽ ăn là, à đâu, 30.000 thì bạn ăn 15, em ăn 15.000. Còn là 5.000 là em sống cả ngày luôn, cả trưa cả tối. Sáng là em ăn 15.000, trưa và tối em chỉ ăn là 5.000. Thế là một ngày em chỉ có tiêu hết 20.000 thôi. Thế mà em làm quần quật như này, chồng em quá có lời luôn ấy các chị. Em bảo chồng em là anh quá có lời luôn ấy. Em một ngày em chỉ tiêu có đúng 20.000 tiền ăn mà em làm như thế này. Giảm cân an toàn em chị nhé, giảm cân mà không hề mệt mỏi các chị nhé. Không mệt đâu, em vẫn làm bình thường. Không mệt, không thèm cơm, không đói các chị nhé. Không đói đâu. Rồi ok. Các chị ơi lên mã bộ này cho em là bộ mã gì nhỉ? 936, size 80 cân. Chất u mì đẹp lắm chị ạ. Nó đanh chất này. Bao sang bao xịn luôn. Đấy, em qua mã sang luôn nhá. Mịn ấy. Bộ mã 936 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Bộ mã 936, đợt này em làm nhà đâm ra em bị mệt quá các chị ạ. Mất ngủ. Áo đá của em là nhìn em qua mã luôn này các chị ơi. Bộ này em đang áo đá này em đang gì ạ? Chốt đơn nó khoảng 62 cân. 63 cân đi. Cổ của nó sẽ là cổ 5 phân. Đấy, pha lưới này. Được không ạ? Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại là áo đá mã. Đá 663. Đá mã 663. Đá 663 cộng số điện thoại. Em sẽ lên cho các chị 1-2 con áo đá nữa bây giờ. Đá 663. Kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đây, em sẽ lên áo đá cho bạn lên bộ thể thao nhá. Cho được lâu, cho được nhiều nhá. Cho được lâu và cho được nhiều. Ui, con áo cổ tàu này đẹp như này các chị mình ơi. Đó, em lên một con cổ tàu này. Ui đẹp không? Đấy, bộ này comment là bộ gì đây nhỉ? Bộ mã 930. Bộ này size 85 cân. Bộ này quá là đẹp luôn, em đang bán các chị có 350. Logo này thêu nhá. Logo thêu với chất u mì hàng đẹp. 350.000. Lên mã cho em Lan là bộ mã 930. Kèm số điện thoại là em nhận được các chị luôn. Bộ mã 930. Các chị ở đâu có cái viền thêu như này nhá các chị nhá. Viền thêu nhìn rất là thể thao và trẻ trung của chị em nhà mình nhé. Logo là toàn bộ logo thêu các chị nhé. Chất u mì ạ, chất đẹp nhé các chị nhé. Bộ này là 930 ạ. Bộ em đang mặc là bộ 930 các chị ơi. Không bo gấu nhé các chị nhé. Bộ này là không bo gấu nhé. Bộ nhà em là không bo gấu đâu ạ. Đấy ạ. Rất là dễ chịu, rất là dễ mặc, rất là dễ nhé các chị nhé. Đây là các chị này. Dần xem là cái logo đẹp này, nó in thêu đẹp này mà. Bộ 930 ạ. Vâng đúng rồi chị ơi, 930 nhé. Để lại số điện thoại cho em là các chị có đơn hàng nhé. Chất u mì Hàn chị nhé, co giãn tốt chị nhé. Chất u mì Hàn ạ, co giãn tốt ạ. Các chị chờ một xíu em lên áo đá nhé các chị nhé. Lên áo đá chờ em một tí. Xinh quá. Bà Lan không phải đâu mà bà mặc cái gì mà xinh. Kiểu người mà xinh như sao. Phải người xinh. Ui các chị ơi em bảo này. Em này em cứ tưởng là gì ạ. Bị sót thôi các chị ơi, bị sót hàng. Đấy, các chị ơi nhìn em áo xinh không. Em áo này thì các chị mặc với chân váy ngắn này.
Đấy, các chị mặc với chân váy dài, em đang tiện chân váy ngắn thì em mix luôn nhá. Được không ạ? Áo cổ tàu. Ủa, đẹp quá. Cái tay của nó này, cái hoa văn nó là lưới. Không phải đâu. Đấy, hoa văn nó là gì ạ? Hoa văn mà đen đen thì nó là dạng như là nhung. Lưới nhung. Còn thân của nó sẽ là thân lưới. Cái áo phần đen đen này nó là thân kiểu như cốt tông tăm. Cốt tông tăm. Bao tiền cuốn đây? 185.000 ạ. 185.000. Mã hàng khách hàng lên đơn là áo mã gì nhỉ? 934 ạ. Áo mã 934. Săn luôn và ngay. Em này có 2X không? Có ạ. Ôi, 65, 67 cân chốt luôn. Cổ tàu nhá. Được không ạ? Rất là dễ chịu cho các chị luôn. Cốt tông tăm ở phần thân áo này. Tay này, cái phần nâu nâu này nó là lưới nhá. Được không ạ? Lưới nâu nâu này. Hoa văn ở trên áo nó là nhung. Đấy, những cái hoa văn này này. 185 à? 185.000 ạ. 66-67 cân. Mã hàng, khách hàng comment là áo mã? Áo 934 ạ. 934. Áo 934 và mình lên số điện thoại là em nhận được các chị luôn. Áo mã 934 em mặc trên người. Các chị thích mix với chân váy nào cũng đẹp. Được không ạ? Bộ thể thao, khách hàng comment là bộ mã? Bộ 930 ạ. 930, size 80-85 cân đổ lại. 350. Chất liệu là vải u mì hàn. Mình nhận hàng mình đồng kiểm hộ em luôn ạ. Đấy. U mì hàn nhá các chị nhá. Quần không bo thì nó sẽ rất là dễ cho các chị đi giày gì cũng được. Đi giày thể thao, đi giày cao gót, đi giày gì cũng rất là ok luôn. Đấy, được không ạ? Lên mẫu bộ của bạn này và chị comment là bộ 930 ạ. 930. Được không ạ? Bộ 930. Rồi, áo em Lan đang mặc trên người, khách hàng comment là áo mã? Áo 934 ạ. 934, chị ơi, size đến 60 567. Ôi, đẹp quá. Dễ chịu lắm luôn ấy. Mấy cả xinh đây, em đang mix chưa đúng chân váy. Còn các chị về mix với chân váy của các chị, mix chân váy gì cũng rất là ok luôn. Mã khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại. Chân váy em đang mặc là chân váy 44 chị ơi. Chân váy mã 44 nhá. 150.000. Chân váy này có lót quần đấy ạ. Chân của em là có lót quần. Đấy, chân có lót quần này. Đẹp quá các chị ạ. Áo 150. Áo quên 180, quên. Áo mã 934 cho em và mình lên số điện thoại. Em này các chị ơi, kể cả các chị mặc với những cái chân váy kiểu như là nhung, nhung dài hoặc các kiểu như cái chân chân váy kiểu ôm ấy, cũng rất là dễ mix, rất là dễ mix. 185, 185.000. Đấy, thân áo vừa nha các chị nhá. Thân áo rất là vừa này. Áo mã 934. Sơ vin hay không sơ vin đều đẹp. Áo mã 934. Em số điện thoại. Chị nào lên bộ của em này. Bộ này của nó giờ chất liệu là u mì hàn. Đấy, co giãn 4 chiều và đanh chất. Thêu ạ, viền thêu à. Đấy, viền thêu ạ. 300 mấy em ơi? 360.000 ạ. 36 hay 37? 360. Bộ mã 937 là bạn mẫu đang mặc. Bộ mã 937, báo sai chị. M đến 2 ạ. M đến 2 x à? 67 68 cân đổ lại. 47 đến 68 cân là em nhận đơn. 47 và đến 68 cân, viền này của nó sẽ thêu hết. Và thân áo của nó, thân quần của nó sẽ là u mì hàn. Được không ạ? Giá quá tốt cho khách hàng rồi. 360.000 ạ. 360. Bộ 937 nhá các chị nhá. Bộ 937 ạ, 360.000 ạ. Chất u mì hàn các chị nhá. Không bo gấu chị ơi. Các chị em nhà mình ơi, cái này là không bo gấu nhá các chị nhá. Đấy. Logo thêu như này này các chị nhá. Logo nó sẽ thêu như này ạ. Cổ bo viền như này. Cái viền thể thào đây, rất là đẹp. Quần em ơi, còn quần sóc nhung không, em gửi chị 10 cái. Quần sóc nhung em không còn một cái nào. Sóc nhung không rồi, có đơn còn em không có được cái nào chị ơi, cái đấy em không còn nhiều ấy. Khách hàng lên đơn và lên số điện thoại cho em ạ. Áo mã 934 ạ. 934 kèm số điện thoại. Bộ 937 tuyệt lắm chị Phạm Lan. Em cảm ơn chị ạ. Bộ em đang mặc là bộ 937 chất u mì hàn các chị nhá. Dày dặn ạ, không bay không xù cho em nhá. Không bo gấu ạ. Đây ạ. Không bo gấu nhá các chị nhá. Các chị có thể mặc đi giày cao gót cho em này. Không, các chị có thể phối với lại giày thể thao cho em cũng rất là đẹp nhá các chị nhá. Các chị bộ này mặc nhà cho em rất là thoải mái các chị ạ. Đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái. Đẹp quá. Mình hôm nay là lười mặc chân váy đấy. Chân váy của những em canh này quá là đẹp luôn. Chị ơi, em bảo này, lên một con áo nhiệt mặc trong. Đấy. Thân của nó sẽ là thân nhung. Ép đá, hàng Quảng Châu. Tay của nó sẽ là tay von này. Ui đẹp quá. Các chị ơi, thân nhung nhá. Đẹp. Em không cần sơ vin cho nhanh. Các chị chọn áo nhiệt thì mình chọn luôn. Vì áo nhiệt nhà em mặc kể cả mặc đi ngủ, mặc ở trong bất cứ một cái áo nào các chị cũng đều cần. Đấy, mình lên mã hàng này là áo đá mã gì đây em ơi? 686 ạ. Đá 686 đi. Đá 686 và mình lên số điện thoại là em nhận được các chị.
thân của nó sẽ là thân nhung này, cổ của nó cực kỳ là dễ chịu cho các chị luôn. Và ép đá bao tiền? 180.000 một áo. 180.000, khách hàng lên đơn là áo mã? Áo 686 ạ. 686. Áo 686 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. 180.000 chị ơi, 180.000 đồng. Quá là đẹp. Quá là đẹp luôn, được không ạ? Xinh như này. Các chị mix với cái gì cũng rất là ok luôn. Tay của nó sẽ là von tơ hàng Quảng Châu. Đá của em lăn không rơi không rụng. Thân nhung nhá. 40-62 cân là em nhận đơn thôi. 40 và đến 62 cân. Khách hàng lên đơn giúp em lan áo đá mã 686 ạ. 686. Đẹp nhỉ. Trời ơi, con nào cũng muốn mặc luôn các chị ơi. Em nào cũng muốn mặc. Mã cách số điện thoại là em nhận đơn các chị. Đấy. Đấy, muốn lấy lắm mà để cho có cũ này không. Thêm vài mã nữa cho các chị mặc đẹp luôn đấy chị ạ. Đấy. Quần này mình đứng quần nó thể thao. Quá là đẹp luôn đấy chị ơi, quá là xinh. Chị nào lấy áo nhung của em thì mình comment mã hàng làm. 686 ạ. Áo 686 chị ơi. Áo 686, đá 686 quên. Đá mã 686 thân nhung. Em này mà các chị không vượt được nữa thì thôi luôn ấy, em nói thật. Nó quá là sang luôn. Đấy, thực ra là kiểu như bình thường một mình em đứng mẫu thì là em sẽ lên được ít hơn. Nếu hôm nay em đảo mã nhanh ý cho các chị thì các chị cố gắng là săn luôn những em này. Đấy, vừa mặc vào giữ nhiệt vào bên trong này, vừa mặc một mình nó và mix bất chấp với cái gì cũng đẹp. Được không ạ? Mix với chân váy ngắn, chân váy dài. Hoặc các chị khoác thêm một cái áo như thế này cho em đã đủ đẹp rồi. Được không ạ? Lên mã hàng cho em là áo mã 686 đá 686 và mình lên số điện thoại. Em qua mã luôn nhá. Chị ơi mặc size gì nhân viên nhà em khác tư vấn size cho. Được không ạ? Đấy, thân áo nó vừa như thế này này. 180.000 em qua mã luôn. Lên mã bộ của bạn đi. Đây các chị ơi, em hãy lên cho chị em nhà mình tiếp một bộ mặc cả nhà lại nhá các chị nhá. Bộ này là 935. 935 ạ. Bộ này em mã bộ của em là bộ 935 các chị nhá. Chất u mì hàn nhá. Chất u mì hàn dày dặn co giãn 4 chiều các chị nhá. Nó sẽ bo viền như thế này và không bo gấu nhá chị nhá. Không bo gấu ạ, toàn bộ cái viền tay và cái viền quần sẽ thêu tay cho chị em nhà mình nhé, sẽ thêu nhá. Thêu rất là đẹp nhá. Bộ 935 nhà em, 935 là 360 ạ. 360.000 bộ này chị nhá. Đẹp nhỉ. Quần nó rất là đứng quần luôn mà đẹp, quần thoải mái. Này đứng lên ngồi xuống thoải mái, co giãn. Quan trọng là nó co giãn tốt, mình đứng lên ngồi xuống thoải mái. Bộ mặc nhà cho em ạ, 936 các chị nhá. Đẹp không? Toàn bộ cái viền của em, nhà em là thêu hết nhá các chị nhá. Co giãn tốt ạ, co giãn 4 chiều nhá. Chất u mì hàn dày dặn. 300 bao tiền? Không bay không xù nhá chị nhá. 360. 360.000 bộ thể thao các chị ơi. Ui đẹp rồi. Còn giữ nhiệt này chị nào nhanh mới được. Chị nào ngoan mới được luôn đấy các chị ơi. Hàng Quảng Châu, xinh nhỉ. Chị cứ màu nào chả hợp mày. Trắng. Màu nào cũng hợp luôn. Các chị ơi lên mã này của em nhá. Bộ này của nó sẽ là chất liệu là vải u mì hàn. Đúng không ạ? Co giãn 4 chiều với cả bao đanh với bao sang. Một tông màu duy nhất thôi. Đúng không ạ? Một tông màu duy nhất. Các chị lên mã hàng là bộ mã 93. Bộ 935 ạ. 35 và lên số điện thoại 360.000. Đấy, đẹp và sang cực kỳ luôn. Size đến bao nhiêu nhỉ? 3X không? Có 3X. 80 cân. 80-85 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. Để lại mã hàng là bộ 93. 935 ạ. 35. 935. Và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. 360.000. Quần không bo gấu, chất liệu là vải u mì hàn. Khách hàng mình nhận hàng, mình được bóc hàng, mình kiểm tra giúp em luôn. Sang xịn mịn đẹp luôn đấy chị ơi. Chị ơi lên một em giữ nhiệt này nữa. Ok. Lên hộ em một mã giữ nhiệt này. Không phải lo chất. Dòng này dòng lưới của em nó là bao xịn. Giá này em nói thật với các chị là mua hàng chợ, gọi là hàng hàng Việt Nam mình ấy. Hàng ép đá mà cái chất gọi là rít rít vào người ấy, bí rít khó chịu ấy. Cô đã làm 100+ rồi. Đúng không? Em bán hàng Quảng Châu các chị mình đây. 100 bao tiền cô ơi? 180.000. 180.000. Các chị lên đơn áo nhiệt này comment là đá mã 623. Đá 623 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị luôn. Đá mã 623 các chị nhá. Đấy, em đang chốt đơn cho các chị mình từ nốt cái này là gì, thôi dậy vào lại nhé. Lại này loạn. Em đang chốt đơn cho các chị mình màu xanh này. Màu nào có size 3X nhỉ? Màu xanh đúng không? Màu xanh này có đến 3XL là đến 70 cân đấy. Đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Em này cực kỳ đẹp. Đá mã 623 tông màu xanh và đá 623 tông màu vàng.
và mình lên số điện thoại là em nhận đơn các chị, kiểm tra đơn hàng giúp chị à. Ok chị luôn. Em khoác luôn cho các chị một con áo dạ này vào nhá. Lên hộ em một con áo dạ siêu phẩm luôn. Được chưa? Lên hai mã này thôi. Nhìn em này, dạ hai lớp của ạ. Bao đẹp luôn, dày dặn. Đấy, dạ hai lớp dày dặn nhá. 550 một cái dạ dài. 550.000 một em dạ dài. Khách hàng lên đơn và mình lên số điện thoại là comment là dạ xịn 5. Xịn 5 cách số điện thoại là em nhận đơn các chị mình luôn. Xịn 5 kèm số điện thoại. Dạ dáng dài. Được không ạ? Form phẳng đét như này, túi hai bên và rất là sâu. Em đang bán các chị là 550. Size đến 68 cân đổ lại là em nhận đơn các chị luôn. Size đến 68 cân. Mã khách hàng lên đơn là xịn 5. Xịn 5 kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị. Size đến 68 cân chị ơi. Em này giá quá tốt rồi. Đá 623 mình lấy tông màu gì, mình lấy màu xanh, mình lấy màu vàng, có các chị comment cho em luôn. Đúng không ạ? Màu xanh thì em chỉ có đến màu vàng có đến 2XL. Từ 40 cân đến khoảng 67 68. Còn màu vàng này của màu xanh ấy thì em sẽ chốt đơn đến khoảng 70 cân. 70 cân các chị mặc đẹp. Hàng này em đặt size số cho nên là size to. Các chị mình gọi là thoải mái vừa luôn. Mã này chị nào lấy các chị comment áo đá của cái gì ạ? Dạ xịn 5 ạ. Xịn 5 chị ơi. Xịn 5 là 550.000. Xịn 5 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Em có bộ nhung như em qua mã rồi. Bộ nhung em qua mã rồi. Được chưa các chị? Đấy, chị ơi, áo dạ của em ạ. Size đi 68 cân 550. 550.000. Đây các chị nhìn một cái áo đá của bạn mẫu mặc này. Mẫu này đang là bao tiền đây em? 185.000 ạ. 329. Hả? 329. Đá 329. Mã 329. Đá 329 và mình lên số điện thoại. Đá mã 329, đá 329, em đang chốt đơn nếu khoảng 62, 63 đúng không? 63 cân, 40, 63 cân. Cái cổ này của nó cực kỳ đẹp. Hàng Quảng Châu, đá đổi màu. 185.000 ạ. Gen nhung các chị nhá. Đấy, quá là đẹp luôn. Cái gen này của nó sẽ là những cái tim này của nó sẽ là nhung này các chị này. Còn cái gen, cái gì ạ? Cái phần mà lưới này. Đấy, phần lưới đây ạ. Phần lưới và cái tim nhung nhá. Thân này của nó sẽ là thân cốt tông và đá đổi màu. Cổ gen. Có dạng 4 chiều các chị nhá. Thoải mái, cực kỳ dễ mặc. Dễ phối đồ lắm luôn đấy các chị ạ. Cái con áo đá bên trong các chị phối với lại quần tây cho em, phối với quần kể cả quần jean hay các chị phối với chân váy cho em đều đẹp nhá các chị nhá. Hoặc các chị mặc bên trong bộ như này cho em này. Em lên luôn cho các chị một bộ này nhá. Bộ thể thao. Bộ thể thao mặc nhà. Và bộ này là bộ đỉnh 7 các chị nhá. Đỉnh 7 em có mũ. Kéo lưỡi cổ xuống thì mới bẻ được cái cổ. Bộ thể thao các chị ơi, bộ này em đang chốt đến cho các chị mình 80 cân. 80 cân các chị mặc đẹp luôn. Có đến cả size gì ạ? 3XL. 550 dòng Umi đẹp. Đúng không ạ? Umi đẹp. Khách hàng lên đơn cho em ra là bộ đỉnh đỉnh 7 ạ. Đỉnh 7. Đỉnh 7 kèm số điện thoại là em nhận đơn các chị mình. Tất cả viền của nó sẽ thêu và logo của nó gì ạ? Thêu hết như này. Thân của nó sẽ là chất liệu là Umi và hàng kéo khóa. Có mũ. Size đến 80 cân. Size đến 80 cân các chị mặc đẹp. Mã hàng khách hàng lên đơn là đỉnh. Đỉnh 7 ạ. Đỉnh 7 chị ơi. Đỉnh 7 và mình lên số điện thoại là em nhận đơn. Đẹp quá luôn đấy các chị ạ. Đẹp thật sự luôn. Size 80 cân. Một đá, màu đá trong em mặc còn đấy chị nhá. Đá trong em mặc còn, đá trong em mặc là đá 329 các chị nhá. Đây ạ. Đá em đang mặc là đá 329 các chị lên. Nếu mà lên đá để cho em là đá 329 và để lại số điện thoại cho em là các chị có đơn hàng nhá. Đúng không ạ? Bao nhiêu giờ nhỉ? Rồi ok. Các chị ơi em nghỉ nhá, em nghỉ nhá. Em sẽ sang một cái like khác nhá. Các chị vào lại like sau giúp em. Đấy, em vào lại like sau nhá. Đấy, các chị thoát ra vào lại giúp em một tí vì nó đang view kém quá.